Em ơi, hàng 7 thao máy xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em vẫn tiếp tục bao ship cho các bác với đơn hàng từ 300.000 đồng trở lên các bác nhé. Và các bác lưu ý nha, những cái đơn hàng nặng khoảng 5 đến 10 kg trở lên ấy, thì các bác vui lòng chuyển cọc giúp em nhé. Tại vì hàng khá nặng và em đã có bao ship rồi. Cái tiền cọc ấy thì nó sẽ trừ vào tiền hàng các bác nhé. Đấy, vì hàng những cái tấm nô nhôm này nó khá là nặng nên mà em đã bao ship thì các bác chuyển cọc giúp em một chút nhé. Đấy, hàng tấm nhôm hôm nay về cũng khá là đẹp luôn cho các bác. Đấy, ngoài những tấm nhôm thì em còn những cái mặt hàng khác nữa các bác nhé. Nó sẽ nằm đằng sau đây các bác này. Đấy, đây này. Ở bên kia nữa cơ. Đấy, có rất là nhiều những mặt hàng khác các bác nhé. Các bác có thể tua nhanh đến những cái đoạn sản phẩm mình cần thiết các bác nhé. Đấy, trước khi đi vào chi tiết từng sản phẩm thì em Huệ hàng 7 thao máy xin được kính chúc tất cả các bác đang theo dõi video của em Huệ sức khỏe thật nhiều và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Các bác yêu quý kênh thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Đấy, có cả hàng mới và những hàng cũ đã được giảm giá cho các bác để các bác có thể ủng hộ em Huệ các bác nhé. Đấy, hôm nay thì em có cái mã R1 này, cái tấm này vẫn đang còn, từ hôm qua vẫn đang còn các bác nhé. Mã R1, một cái tấm bằng inox, kích thước của nó là 60, để em đo, em cho các bác xem cái mặt trước, mặt này trước em đo luôn. Đây, cái mặt này thì ở đây này, nó có cái dấu trượt, cái dấu trượt có nghĩa là họ để những cái khay họ đẩy liên tục qua, thì nó sẽ có cái dấu trượt thôi các bác nhé. Đấy. Cái thước chiều dài của cái phần này nó sẽ là 60 cm này. Nhưng phần này nó sẽ rộng là 61 các bác nhé, 61,5. Thấy chiều ngang là 61,5. Ở giữa thì nó sẽ có một cái rãnh ở đây này, nó dập xuống để tránh bị cong vênh. Đấy, tránh bị cong cái võng. Gọi là tránh bị võng cái ở giữa đấy. Đó. Có một cái cạnh này nó sẽ bo lên là cái cạnh này nó bo lên là 2,5 cm các bác nhé. Đấy, bo đây là 2,5 cm. Ở bên dưới này, đây là ở bên dưới thì nó sẽ là có hai cái khay hai đầu này. Cái ở trên à, hai cái thanh u nó ốp vào, nó hàn để gia công luôn cái viền nó đã bị võng xuống ở đây các bác. Đấy, nó gia công rất là chắc chắn các bác nhé. Inox này thì nó dày ở 1 lít 4. Đấy, 1 lít 4, ăn khá là đẹp các bác, phải lật ngửa để làm khay hoặc lật ngược lên làm cái mặt bàn cũng được các bác nhé. Mã R1 này có giá là 560.000 đồng các bác nhé, 560.000 đồng một tấm này. Ở tiếp theo lên trước cho các bác cái cặp ray đi. Đây. Ở đây thì em có cái cặp ray. Đấy, cặp ray THK nhé, THK Exit của Nhật Bản nhé. Những trên những con bọ nó có ghi Made in Japan hết này, con bọ nào cũng có Made in Japan hết, và nó đang còn dầu mỡ dính loanh quanh luôn nhé. Đấy, cặp ray số 2 này, ray này ray bản 15 nhé. Ray bản 15, chiều cao ray của nó sẽ là 13 mm các bác nhé. Ray bản 15, chiều cao ray là 13. Đấy, tổng chiều dài của nó là 1m89 các bác nhé. Dài cặp ray này nó sẽ dài 1m89. Đây, sẽ dài từ cái đầu bên đây, dài từ đầu bên đây đến tận sang bên đây. Đấy, là 1m89 các bác nhé, dài 1m89 luôn. Nó sẽ có 4 con trượt ở bên trên này, 1, 2, 3, 4 này, 4 con trượt này. Hàng của Nhật thì trượt rất là ok nhé. Đấy. Đấy, 4 con trượt trên một cái thanh ray. Và tổng một cặp này, một cặp ray này nó sẽ là 8 con trượt này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. Đấy. Giá là 1.250.000 đồng một cặp nhé. Cái loại này thì em có nhiều các bác nhé. Hàng này em có nhiều nhé, các bác mua 5-7 cặp em vẫn có cho các bác nhé. Đấy, mã cặp ray số 2 này, giá là 1.250.000 đồng một cặp này. Tiếp theo là mã R2 nhé, có giá là 450.000 đồng, 450.000 đồng một cái tấm nhôm như thế này. Này, tấm nhôm các bác có thể nhìn nhé, ở bên trên thì nó sẽ có một ít cái lỗ đã được khoan sẵn ở trong nhà máy và sử dụng ấy. Thì đã có lỗ sẵn các bác nhé. Đấy. Còn những cái tấm nào mà ít lỗ, chỉ có cái tấm này ít lỗ là cũng khá là đẹp. Đây, đây là mặt trên mặt dưới nhé. Đấy. Hàng những cái tấm nhôm đợt này em về khá là đẹp. Em chỉ xem một mặt thôi, còn một mặt sau thì cũng không cần thiết nữa, tại vì nó khá đẹp rồi. Đấy,
Kích thước chiều dài của nó là 55 cm này, rộng 30, độ dày là 8 mm nhé. Giá là 450.000 đồng mã R2 các bác nhé, mã R2. Đấy, vì những cái tấm nhôm này nó hơi nặng một chút, thế nên em không lật đằng sau nữa nhé, tại vì nó cũng đẹp, khá đẹp như này. Ví dụ như tấm này này, nó mịn luôn như này thì đằng sau nó cũng mịn như thế các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã R3 này. Cái tấm này thì có kích thước là dài 55 này, rộng 39 cm này, độ dày là 1 cm nhé. Giá là 680.000 đồng một tấm nhé. Tấm này có một ít cái lỗ ở đây này, đặt lỗ bên này, lỗ bên này và ở đầu kia sẽ có hai lỗ nữa thôi. Đấy, mã R3 nhé, 680.000 đồng em có một tấm rồi nhé. Tiếp theo thì mã R4 này, giá là 750.000 đồng này. Tấm này có chiều dài là 60,5 cm này, chiều rộng là 45 cm, độ dày là 8 ly nhé. Mã R4 giá 750.000 đồng. Con này thì sẽ có nhiều cái lỗ nhỏ hơn một chút vì họ đã khoan sẵn ở bên trên rồi. Đấy, có nhiều cái lỗ nhỏ hơn một chút đây, các bác sẽ nhìn tổng thể các bác nhé. Tiếp theo là mã R5 các bác nhé. Mã R5 có giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái tấm tấm inox lỗ nhé. Tấm inox lỗ con này nó dày chỉ có khoảng 8 ly thôi, 8 ly nhưng nó được gấp các cạnh này, gấp khúc các cạnh này, như này. Đây, nó chỉ dày 8 ly thôi, và được gấp khúc các cạnh này. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 56,3 cm nhé. Chiều rộng ở đây là 47 cm nhé, rộng 47. Cái cạnh của nó bo ở đây là 1,5 cm nhé. Đấy, mã R5 này có giá là 250.000 đồng các bác nhé. 250.000 đồng, tấm này em cũng chỉ có một tấm thôi nhé. Tiếp theo thì ở đây có cái khung nhôm này. Đấy, khung nhôm này sẽ có giá là 150.000 đồng một cái khung nhôm nhé. Đây, cái khung nhôm mình nhìn nó sẽ như thế này các bác nhé. Đấy. Rồi em đọc qua kích thước cho các bác nhé. Em đọc qua kích thước này. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là 65 này, chiều rộng 55 nhé. Kích thước ở lọt lòng của cái khung bên trong là 57 và 47 nhé. 57 và 47 đấy. Cái khung này thì là 3x4 nhé. Khung này là 3x4 này. Nó được hàn kín các cạnh rồi nha, nên mà không biết độ dày của cái hộp mà nhôm này là bao nhiêu đâu các bác nhé. Đấy, cái khung này có giá là 150.000 đồng một cái thì các bác nhé. Tiếp theo là vẫn là những cái tay nắm này, hàng này có số lượng rất là nhiều cho bác nhé. Đấy, em có rất là nhiều những tay nắm. Đấy. Và mã tay nắm số 2 này có giá là 40.000 đồng 10 cái nhé. Tay nắm bằng thép. 40.000 đồng 10 cái tay nắm bằng thép. Kích thước chiều dài của nó khoảng là 10,3-10,5 cm nhé. Chiều cao này là 3,5. Đấy. Mã tay nắm số 2 này, 40.000 đồng 10 cái, hình dáng của nó như thế này, bằng thép các bác nhé. Mã tay nắm số 2 này. Đấy, tiếp theo là mã tay nắm số 3 này có giá là 60.000 đồng 10 cái nhé. Thực dạng chân của nó thuộc dạng chân vịt như này, nằm về một phía này. Cái chiều dài nó khoảng 9 cm và chiều cao ở đây khoảng 7 cm thôi nhé. 60.000 đồng 10 cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã R6 này có giá là 110.000 đồng 4 thanh nhôm nhé, thanh V. V nhôm này, V nhôm 3x3 nhé. Đấy, cái lô đợt này thì nó hơi xấu xấu một chút như thế này. Cái này về thì mình vẫn có thể đánh đi trà qua là là nó sẽ sáng các bác nhé. Em đang bị ho một chút. Đấy, trà qua thì nó sẽ sáng hơn các bác nhé. Mã R6 có giá là 110.000 đồng 4 thanh nhé. Kích thước chiều dài của thanh V này nó sẽ là 59,8 cm này, chưa được 60 đâu các bác nhé. V thì kích thước của nó sẽ là 3x3, V nhôm, rất là bền các bác nhé. Đấy, nó V nhôm nó cũng bền ngang inox thôi, chẳng qua là nó mềm hơn inox thôi. Đấy, nhưng còn để ngoài trời thì vẫn ok các bác nhé. Mã R6 110.000 đồng 4 thanh đấy. Tiếp theo là mã R7 này, có một cái khay bằng inox như này.
Đấy, sẽ có giá là 280.000 đồng các bác nhé. Mã R7 này 280.000 đồng. Khay này thì có chiều cao ở đây nó sẽ là 6,8 cm, chiều dài ở đây sẽ là 43 cm này. Chiều rộng ở đây nó rơi vào khoảng là 25 cm các bác nhé. Inox này nó chỉ dày 1 mm thôi. Giá là 280.000 đồng mã R7 nhé. Tiếp theo là mã R8 nó có giá là 120.000 đồng. 120.000 đồng 4 cái thành chữ U như thế này. Chữ U nhá, hình chữ U nhưng mà nó cái cạnh này nó bo cong như thế này. Chiều dài của nó sẽ là 15,5 cm nhé. Chiều rộng ở đây sẽ là 10 cm và cạnh bo lên là 3 cm. Độ dày inox là 2 mm các bác nhé. Đấy, mã R8 nhé, 4 cái có giá là 120.000 đồng. Combo 4 cái ở đây này các bác này. Mã R9 nhé, combo 4 cái này. 4 cái nó sẽ là 100.000 đồng các bác nhé. Combo 4 cái 100.000 đồng, inox có dày 3 mm nhé. Ở đây này. Ở đây thì các bác có thể là bắt những cái con ốc ở đây. Còn ở đây thì các bác có thể treo những cái móc hoặc dắt những con dao vào đây. Chiều dài cái rãnh lỗ này nó sẽ là 8 cm và bề rộng rãnh lỗ là 5 mm nhé, 5 ly đấy. Đấy, kích thước bên ngoài của nó sẽ là 7 và chiều dài ở đây là 20 cm các bác nhé. Mã R9 có giá là 100.000 đồng 4 miếng ở đây, 4 cái 100.000 đồng các bác nhé. Sao hòa thế nhỉ. Tiếp theo là mã R10 các bác nhé, 120.000 đồng một đôi, hai cái. Cái này các bác về chế che những cái đèn này, đấy. Che những cái đèn này rất là hay nhá. Đấy, có những cái lỗ sáng, lỗ thông ở đây rồi. Cái này các bác bắt hai con ốc ở đây rồi. Đấy, cái vòm đèn ở dưới để được che được cái vòm đèn ở dưới các bác nhé. Đây, đây. Hai con này, hai con ốc các bác bắt vào đây. Inox thì nó dày cũng 1,5 ly. 1,4 ly, 1,5 ly các bác nhé. Kích thước à chà, các bác đợi em chút nhé, làm miếng nước này. Không hiểu sao hôm nay hò thế các bạn. Ngoài miền Bắc có đang trở trời, các bác thông cảm một chút nhé. Rồi, kích thước của nó này, nó sẽ là dài 11 cm này. Cái chiều này nó sẽ rộng cũng là 11 này. Và chiều cao ở đây này, có nghĩa là từ cái mặt này này lên thì nó khoảng là 8 cm các bác nhé. Đấy. Giá là 130.000 đồng một đôi nhé. Cái này các bác về chế che những cái ổ cắm ở dưới này, che những cái bóng đèn ở dưới đều được các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã R11 này, có giá là 350.000 đồng một đôi nhé. Ở đây thì em có những cái chân chân bằng inox này, con này có thể tăng chỉnh lên xuống được. Các bác nới rộng con ốc này, này. Nới rộng hai con ốc này các bác có thể tăng chỉnh bằng cái gen ở đây nhé. Đấy, đế này và cái này cũng được làm bằng inox nhé. Hiện tại chiều cao của nó sẽ là 22, có thể tăng chỉnh thêm lên xuống được các bác nhé. Đường kính chân đế là 6 cm này, có 4 lỗ bật ốc ở đây. Trụ bằng inox rất là đẹp các bác nhé. Mã R11 có giá là 350.000 đồng một đôi này nhé, 350k một đôi này. Tiếp theo là mã R12 có giá là 150.000 đồng, 150.000 đồng một cái con lăn thép này. Đấy, bên em hôm nay vẫn bao ship với đơn 300.000 đồng nhé, nhưng mà cái con lăn thép này, có con lăn thép thì các bác thông cảm nhé, em chỉ hỗ trợ các bác được 50% tiền ship thôi. Con lăn thép thì nó khá là nặng vì bao ship cho các bác thì nó hết mất cái tiền lời đó, nên mà em xin phép và hỗ trợ các bác 50% tiền ship nhé. Ví dụ một con lăn này nó khoảng 25.000 tiền ship thì em hỗ trợ các bác một nửa khoảng 12-13.000 đồng. Đấy. Rồi, đo qua cho các bác kích thước nhé.
Đường kính của nó sẽ là 8,2 cm này, chiều dài là 7 cm này, cái phần dài của con lăn là 7 cm này, còn dài tổng thể là 9,3 cm cả phần đế nhé. Phần đế thì có 4 lỗ bật ốc rồi, các bác có thể tháo rời bằng cách vặn con lục giác ở đây nhé. Đây các bác, đạn của Nhật Bản Japan rất là to. Do con này nó làm bằng đặc nguyên khối thì các bác này, nó nguyên khối thì các bác, nó rất là đặc nhưng mà rất là nặng. Đấy, mã R12 có giá là 150.000 đồng một cái nhá. 150.000 đồng một con lăn như này. Đấy, hàng thì em có 8 con nữa. Tiếp theo là mã R13 nhá. Em có một cái bộ cụm cơ cấu này, nó khá là nặng, nó làm bằng sắt khá là nặng, 300.000 đồng. Khá là nặng, con này phải nặng đến 5 6 cân, 5 cân gì đấy. Đấy, có một cái đoạn trục dài ở đây thì trục này nó sẽ dài khoảng 25 cm nhé. Có một cái bu ly và một cái chuyển góc này. Ở đây thì có thêm một cái bánh răng chuyển góc nữa nhé. Có thêm một cái bánh răng chuyển góc. Đường kính của nó sẽ là 3 cm, giống như cái đường kính trục này. Con này với con này như nhau nhé. Trục này cũng trục 30 này. Có gối bi ở đây các bác nhé. Đấy, 300.000 đồng mã R13 cả combo như thế này. Có cả bánh răng này, đế chèn bánh răng giống như con này này. Đấy, có một cái gối bi giữ ở đây. 300.000 đồng cái combo này nhé. Các bác lại còn được bao ship nữa các bác nhé. Tiếp theo là mã R14 nhé, có giá là 40.000 đồng. 40.000 đồng một tấm, một cái tấm đế cho thanh nhôm định hình kích thước 3x3 nhé. Đấy, ở đây thì có hai cái chân này, các bác có thể dựng hai cái trụ lên. Đấy, và có rãnh bắt ốc ở đây. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 16 cm này. Rộng là 11,5 và độ dày của nó sẽ là 1,2 cm, 12 mm nhé. Mã R14 có giá là 40.000 đồng. 40.000 đồng một tấm này các bác nhé. Tiếp theo là mã R15 có giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng một cái khay để đồ như thế này. Ở đây thì sẽ có hai hàng lỗ để các bác có thể bắt ốc vào tường nhé. Còn ở đây các bác để đồ cho những cái khay ở đây. Cái chiều rộng của phần chiều dài và chiều rộng của phần đế dưới này là 24 nhân với là 10 cm nhé. Cái khoảng đặt đồ này là 24 nhân 10, còn cái phần đế bắt vào tường này nó sẽ là 12 cm. Độ dày của inox này nó sẽ là 1 mm các bác nhé. Mã R15 có giá là 130.000 đồng. Em có một cái rồi nhé. Tiếp theo là mã R16 các bác này. Có giá là 80.000 đồng một cái ke inox. Ke inox này dày 3 ly nhé. 3 ly, 3 mm ạ. Bán rộng của nó sẽ là 9 cm này. Chiều dài sẽ là 16,2 này, phần đế rộng, phần đế dài là 4,5 cm, còn cái chiều ngang này là 9 cm rồi. Có hai cái lỗ bắt ốc bên trong và bên ngoài các bác nhé. Đấy, và ở đây cũng có 4 cái này. 4 cái. Mã R16 80.000 đồng một cái ke như thế này. Tiếp theo là mã R17 có giá 90.000 đồng một cái ke vuông như thế này. Ke kia nó khác ke này một chút, ke này nó vuông một chút nữa này. Đấy. Bán rộng vẫn là 9 nhé. Chiều dài là 16,3 luôn, giống như nhau. Cái phần đế này, nó sẽ dài là 6,2 nhé. Dài con kia, con kia có 4,5, con này dài 6,2. Đấy, độ dày inox vẫn là 3 mm các bác nhé. Mã R17 có giá là 90.000 đồng một cái này. Cái kia như thế này. Tiếp theo là mã R18 nha, có giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái đầu phun, bec phun. Đầu phun, bec phun này thì nó sẽ có những cái lỗ rãnh, lỗ ở giữa được quan sẵn nhé. Lỗ này thì là lỗ 1 mm các bác nhé, 1 ly. Cái lỗ này là cái lỗ 1 ly, có một cái dãy lỗ đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy. Trong nhà máy họ khoan rất là phẳng phiu nha các bác nhé. Mình về mình cũng có thể khoan nhưng mà cái khoan inox thì mình khoan rất là khó và dễ bị vênh cái hướng của cái nước phun ra đấy. Chiều dài của nó khoảng 60 cm các bác nhé. Dài 60 cm, inox 36. Đấy, mã R18 có giá là 250.000 đồng một cái đầu phun này. Tiếp theo là mã R19 này có giá là 60.000 đồng. 60.000 đồng một cái con lăn như thế này. Con lăn có nhựa bằng xanh nhé, nhựa xanh, nhựa PVC, nhựa POM trong nhà máy họ làm rất là chất lượng nhé. Nhưng mà hàng thao máy họ không, những cái con lăn này họ không che đậy nên mà con
gặp tí nước mưa vào nó bị han ở đây nhá. Về các bác phải vệ sinh lại một chút cho nó sạch sẽ một chút để cho nó được bền lâu nhá. Hàng công nghiệp thì nó chạy rất là bền. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là 31,5 nhé. Cái phần con lăn thì nó sẽ dài là 26,5 này. Đây có phần đế và có hai cái lỗ bắt ốc ở đây các bác nhé. Đế cũng khá là dài. Đường kính con lăn này nó rơi vào khoảng 4 cm các bác nhé. Mã R19 60.000 đồng một con. Ở đây thì em có 246 con rồi nhé. Tiếp theo là mã R20 có giá là 150.000 đồng. Một cái gá màn hình máy tính như thế này bằng nhôm các bác nhé. Đây, hình dáng của nó nhân này. Về các bác có thể gá màn hình máy tính hoặc gá những cái thiết bị khác tùy các bác nhé. Các bác chế thêm cái bát gắn cho nó cũng được thôi. 150.000 đồng mã R20 các bác nhé. R20 này. Có hai cái rồi nhé. Tiếp theo là mã R21 có giá là 140.000 đồng. Em có một cái cụm chia hơi, chia nước ở đây tùy các bác nhé. Cái gen này là cái gen thông dụng gen 21 này. Các bác vặn ra thì để cấp cái gen 21 cấp nước vào đây cũng được. Còn cái gen này là cái gen 16mm các bác nha. Gen này là gen 16mm các bác về có thể chế lại nhé. Gen là gen 16 này, còn cái gen này gen 21 này. Giá 140.000 đồng một ống này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị trí chia ra các bác nhé. Mã R21 140.000 đồng. Con này mã R22 có giá là 200.000 đồng nhé. Nó có thêm 4 cái đầu ống này còn nguyên, nguyên zin này. Và cái đầu này là đầu bịt này. Đấy, cái con này thì nó bị gãy hết cái đầu ấy mà bị tháo ra rồi các bác nhé. Đấy, gãy hết đầu là con này còn nguyên thôi nhé. R22 giá 200.000 đồng các bác nhé. 21, 140, 22, 200k. Tiếp theo là mã R23 có giá là 60.000 đồng. 60.000 đồng một cái chân đế bằng nhôm như thế này. Chân đế này đặc nguyên khối các bác nhé. Chiều dài của nó là 8cm này. À xin lỗi các bác, đường kính của nó là 8cm này. Và độ dày của nó là 4cm nhé. Mã R23 giá 60.000 đồng. 60.000 đồng một cái chân đế. Các bác về kê máy, kê miếc ok hết các bác ạ. Tiếp theo là mã R24 này có giá 90.000 đồng. 90.000 đồng 4 thanh nhôm 3x3 các bác nhé. Đấy, mã R24 90.000 đồng 4 thanh nhôm định hình 3x3 này. Dài là 22,2cm nhé. Đây, thanh nhôm rất là dày. Đấy, thanh nhôm 3x3 này nó bo cái cạnh lại. Đấy, để ở bên viền ngoài ấy, tránh va chạm vào cái cạnh. Đấy, nó được ôm cạnh tròn để làm những cái cạnh viền cho nó đẹp ấy. Mã R24 90.000 đồng 4 thanh các bác nhé. 90.000 đồng 4 thanh. Tiếp theo là mã R25 có giá là 70.000 đồng một đôi này. Ở đây em có hai cái khay như thế này. Hai cái khay này thì ở trong nhà máy thì họ thắp những cái đèn led thôi. Nhưng cái đèn led ở bên trong nó bị cháy rồi. Thì phá ra lấy khung cho các bác nhé. Khung nhôm. Khung cái mặt này là khung mặt nhôm này. Và mặt này là mặt thép này. Có ô thoáng ở đây các bác này. Có dập kiểu thoáng này. Cái thước dài ở đây sẽ là 25,5 này. Rộng ở đây là 5,5 và chiều dày của nó sẽ là 3cm nhé. Này ở đây thì về các bác có thể chế thêm những con led vào đây. Nhà bác nào chế cháo hay chế con led vào đây để làm những cái đèn sáng cũng rất là ok nhé. Mã R25 70.000 đồng một đôi nhé. Em có 4 cái. Tiếp theo là mã R26 nhé. Mã R26 có giá là 70.000 đồng. 70.000 đồng một cái con cục giảm chấn này. Chân rất là to nhé. Cục giảm chấn siêu to luôn. Có cái núm vặn ở đây này. Các bác có thể vặn cái điều chỉnh cái độ nặng nhẹ của cái giảm chấn này đây. Rất là nặng này. Em vặn căng lên là nó nặng lắm này. Nhưng mà em vặn thấp xuống này thì nó sẽ nhẹ hơn này. Đấy, đây. Đây các bác nhé. Em vặn như thế này nó nhẹ này. Nhưng mà em vặn, đây đang số 4 nhé. Đang số 1 này, nó rất là nhẹ này. Số 3 đang còn rất là nhẹ này. Đây, các bác nhìn thấy số 3 nhé. Em vặn lên số 7 này. Số 7, số 8 này. Thì nó rất là nặng các bác nhé. Đây, rất là nặng. Đấy, nó có thể điều chỉnh được. Các bác có thể điều chỉnh nặng nhẹ ở đây. Đấy, đấy. Này rất là nhẹ. Mã R26 nha, 70.000 đồng một con nhé. Con này dài là 14,5cm. Đấy, có cái đế thép ở đây. Mã R26 70.000 đồng một con cho các bác. Con giảm chấn nhé. Tiếp theo là mã R27 này. Có giá là 280.000 đồng một cái van nhé. Van inox 36 nhé. Của nó sẽ là 1.000 PSI. Có nghĩa là nó chịu được áp tận là 70 cân. Nên các bác có thể dùng cho những cái hệ
máy xịt nước cao áp được hết các bác nhé. Gen này là gen 34, gen thông dụng này. Còn này gen này là gen 34 gen mịn các bác nhé. Đấy. 34 gen mịn. Đấy, các bác có thể lấy cái từng ống này, tháo cái gen này này, tháo cái đoạn gen này lắp sang bên đây được nhá. Vì nó có cái cơ cấu ở đây luôn nên mà các bác có thể tháo từ bên này lắp sang bên đây để cho đủ bộ vẫn là ok các bác nhé, chứ không phải là ở đây nó thiếu đâu. Này, cái đoạn ống này này, các bác lấy từ cái đoạn này này, vặn từ cái đoạn này lắp sang bên đây thì bên này nó vẫn là có thể dùng bằng cái gen mịn, nó đủ phụ kiện, có nghĩa là ở trên cái độ cực trên cái cụm van này, này có đủ phụ kiện để các bác có thể vặn ở hai đầu của cái van. Còn cái đầu này thì các bác có thể tận dụng nhá. Nếu mà vặn được thì vẫn vặn, còn không thì các bác để ra ngoài để vặn kết hợp thôi. Đấy, gọi là cái đầu này nó vẫn đủ phụ kiện sang bên đây để các bác có thể sử dụng. Đấy, cụm này nó sẽ dài là 22 cm nhá. Van inox 316 cho ống 34 nhá. Ống đường kính là ống 34 mm. Đấy. Nó phải là 34 không ấy. Ở ống này là ống 27 thôi. Nhưng mà cái gen bên ngoài của nó, gen nó là phải là gen 34 các bác nhá. Đấy. Cái ống này ống 27 nhưng cái gen này gen 34 này. Đấy. Đấy, mã R27 giá là 280.000 đồng một cụm nhá. Inox 316 hết các bác nhá. Trừ cái tay vặn, trừ cái tay này nó là gầm bằng nhôm hợp kim này. Tiếp theo là mã R28 nhá. Mã R28 có giá là 160.000 đồng một cái van khóa inox 316 các bác nhá. Van khóa bằng inox 316. Inox 316 nó khác inox 304 các bác nhá. Nó đắt gấp đôi inox 304. Và rất là khó kiếm những inox 316 nó làm. Vì hàng inox 316 nó làm sao hàng đặt để chống ăn mòn rất là cao các bác nhá. Đấy. Gen hai đầu là gen 21 các bác nhá. Gen hai đầu là gen 21. Con này cũng chịu áp được là 1000 PSI, nó ghi ở đây 1000 ở đây này. Nó khoảng 60 kg, chịu áp rất là khỏe các bác nhá. Inox 316 thì chống ăn mòn, gen 1/2 hai đầu. Đấy. Giá là 160.000 đồng một cái inox 316 cho các bác mã R28. Tiếp theo là mã R29 nhá. Có giá là 40.000 đồng một cái con lăn như thế này. Con lăn ở đây thì có trục này, cái trục này bằng inox nhá. Hai cái bạc đạn của Nhật thì nó bằng thép rồi. Hai cái bạc đạn Nachi của Nhật này nó làm bằng thép này. Đấy, con ốc này và long đen này nó cũng làm bằng inox nhá. Đấy. Cái gen này của nó là 10 mm, 1 cm này. Còn cái con lăn này nó là bằng nhôm. Đường kính của nó sẽ là 3,6 cm nhé. Đường kính của nó là 3,6 và chiều dài mình con lăn nó là 5,3-5,4 cm. Giá là 40.000 đồng một con mã R29 các bác nhé. 40.000 đồng một cái. Tiếp theo là mã R30 nhé. Em có những cái tay lắt léo mà không có cái đèn laser này. Mấy cái đèn laser nó bị hư, tháo ra bán luôn. À, tháo bán mình tay lắt léo, giá là 160.000 đồng các bác nhé. 160.000 đồng các bác có thể nới. À, cái này nó có thể cong vênh lắt léo các kiểu này. À, R30 160.000 đồng các bác nhé. 160.000 đồng một cái không đèn này. Mã R31 180.000 đồng. Cái này có đèn các bác nhé. Cái này có đèn 5V DC, các bác sử dụng điện 5V DC 5V để các bác soi cái đèn sáng nhé. Soi cái đèn laser có một cái tia sáng đấy. Mã R31 180.000 đồng các bác nhé. 180.000 đồng một cái tay có đèn. Tiếp theo là mã R32 có giá là 100.000 đồng 5 cái, 5 cái 100.000 đồng. Ở đây sẽ có một cái nút nhấn nhá, một cái nút nhấn và cái đế bắt nút nhấn này. Đấy, ví dụ các bác chế những cái máy chỉ cần một cái nút nhấn này. Các bác chỉ cần bắt hai con ốc vào thôi. Đấy, là có thể là dùng cái bằng nút nhấn như thế này. À, cái này giờ cái kia góc bằng inox, dày 3 mm luôn. Cái trước của nó là rộng 4 này. Một chiều nó sẽ dài là 5,4 và một chiều dài 4,5 cm nhé. Giá là 100.000 đồng 5 cái nhé. Combo 5 cái 100.000 đồng. Mã R32 các bác nhé. Tiếp theo là mã R33 này. Em có một cái hộp ổ cắm này. Hộp ổ cắm vỏ bằng thép các bác nhé. Vỏ bằng thép này. Đấy. Có đế này, có đế cho các bác bắt lỗ này. Ở bên trên thì sẽ có 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 vị trí ổ cắm nhá. Hàng của Hàn Quốc nhá. 6 vị ổ cắm này. Có một con át chống giật ở đầu luôn này.
có một con áp chống giật 15A 250V này, phù hợp với con những con này. Cho tổng công suất của 6 cái ổ cắm này nó lên là 3500W, 3200W đấy. Đấy, nó sử dụng khoảng 3000W thôi các bác nhá. Đấy, ổ cắm bằng thép nhá, vỏ bằng thép này, có sơn ở đây rồi này. Đây, các bác về có thể tháo ra, dây điện nó rất là to này, các bác nhìn thấy không? Cái lõi dây điện nó rất là to, có cái công tắc này, có một con áp chống giật 15A ở đây. 380.000 đồng mã R33 nhá, cái ổ cắm rất là đẹp nhá. Sơn xi rất là đẹp bằng thép luôn. Em có một cái rồi các bác nhá. Duy nhất một cái. Tiếp theo là mã R34 có giá 90.000 đồng một cái ổ cắm của Hàn Quốc nhá. Hai ổ cắm thau máy của Hàn Quốc giá 90.000 đồng. Đấy, dây thì họ cắt cột như này. Trong nhà máy họ cắt đến đây, cái này nó vào những cái con át rồi nên mà họ cắt dây dặn như thế này. Đấy, dây dài khoảng 1 mét rưỡi 2 mét. Ổ cắm của Hàn Quốc có 4 vị trí cắm, chỉ cắm chân tròn thôi các bác nhé, chỉ cắm được chân dạng tròn thôi, không cắm được chân dạng dẹp đâu. Có công tắc và có đèn báo ở đây. Giá là 90.000 đồng một cái mã R34 các bác. Tiếp theo là mã R35 có giá là 120.000 đồng. Đấy, 120.000 đồng 4 cái hộp như này, 4 cái hộp kích thước giống nhau, kích thước khác nhau, to nhỏ khác nhau một chút này. Đây, 1, 2, 3, 4. Đấy, hộp của cổ đấu ở bên trong các bác này. 1, 2, 3, 4, 120.000 đồng 4 cái nhé. Mã R35. Tiếp theo là mã R36, hôm nay em về được hai cái công tắc đạp hành trình rất là to nhé. Cái loại này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, về được hai cái nữa thôi các bác nhá. Này nó 10A 250V, nó nghĩa sử dụng cho những cái động cơ khoảng 2500W được. Khoảng 2500W rồi nó rơi khoảng 3-4 ngựa thì đấy. 4728 nó rơi được khoảng 3 ngựa thôi các bác nhá, 3 HP thôi. Đấy, bàn đạp rất là to các bác này. Cái tay của em còn nhỏ, không nhỏ hơn nữa cái bàn đạp. Ở chiều dài của nó là 20, rộng là 12 và chiều cao tổng thể của nó là 13,5 các bác nhé. Sơn vàng và sơn xanh rất là đẹp. Các bác thò chân vào đây đạp ở đây. Đấy, mã R36 400.000 đồng một cái. Năm nay thì các bác đang được bao ship với đơn 300.000 đồng. Nên mà những cái đơn 400.000 đồng này các bác sẽ được bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Tiếp theo là mã R37 này, em có những con át Schneider. Con này là con át thường rồi các bác nhé. Còn áp thường chỉ chống quá tải thôi các bác nhé. Giá là 60.000 đồng một cái 20A của Schneider. Giờ 37 các bác nhé. Tiếp theo là mã R38 này. R38 có giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng một con áp chống giật 20A của Sin. Chống giật 20A dòng dò là 30mA của Sin các bác nhé. Mã R38 là 80.000 đồng một con nhé. Này áp chống giật của thằng hàng xóm Trung Quốc các bác ạ. Hàng rất là xịn luôn nhá. Hàng Trung Quốc không phải là hàng điểu đâu, nhưng mà hàng đấy là hàng xịn đấy. Tiếp theo là mã R39 nhá, giá 90.000 đồng một cái nhá. Ở đây thì em có những cái trợ xạ này, 300W full ohm MCRF 300W này. Đấy, cọc đầu ra này. Vỏ nhôm các bác nhá. Vỏ nhôm rất là chắc chắn. 90.000 đồng một cái trợ xạ cho những cái bộ biến tần POC các bác nhá. Mã R39. Tiếp theo ở đây là mã R40 này. Em có một cái con hộp số quay nhá. Quay của Nhật Bản này. Đây, có thể quay này. Đây các bác có thể nhìn thấy nè. Các bác gắn con động cơ vào đây nó sẽ quay. Nhưng các bác lưu ý nó chỉ quay được khoảng 260 độ thôi nhá. Đợi em một chút nó xem khoảng này. Khoảng này từ 90 là khoảng 360 rồi 270 độ các bác nhá. Nó rơi vào khoảng 270 độ. Nó chỉ quay được 270 độ rồi quay ngược lại nhé, chứ nó sẽ không quay hết vòng được các bác nhá. Đây. Con này nó khá là nặng, hàng của Nhật Bản này. Đây. Hàng của Nhật này. Hàng Tsubaki của Osaka Nhật Bản này. Đây. Đây là cái hộp số của nó, tem rất là đẹp luôn. Này, hệ số của nó rất là chất lượng. Nhìn con Nhật nó rất là chất lượng nha. Đây có cái đầu xem dầu nữa các bác này. Đây, đây là cái chỗ đầu dầu nha. Mình tại em nghiêng xuống nên mà không có dầu, em để lên thì dầu nó sẽ có nha. Đây, em sẽ quay cao lên cho các bác thấy dầu ấy. Đây. Đấy, nó có dầu đấy nha các bác nha. Đó. Đây em sẽ đo qua kích thước cho các bác này. Đây cái phần đế này. Đây cái phần đế của nó sẽ là 17 này.
Đấy, một chiều 17, một chiều sẽ là 17, có nghĩa cái đế của nó là đế vuông nhá. Đấy, còn cái đường kính, cái hình tròn xoay của nó này, đường kính của nó sẽ là 10 cm rồi này, 10 cm đấy. Em có vặn sẵn mấy con ốc ở đây cho các bác về có thể chế cháo này. Ốc này ốc inox nha, em vặn sẵn ở đây rồi nhé. Đấy, các bác về gắn động cơ, có cái trục gắn động cơ ở đây luôn này. Đấy. À, mã R50, à mã R40 nhé, 550.000 đồng, 550k bộ này đã được bao ship các bác nhé. Các bác lưu ý nó chỉ quay nửa vòng thôi, không, à, chỉ quay được khoảng 260 độ chứ không quay được 380, không quay được vòng tròn đâu, chỉ quay nửa vòng phải quay lại các bác nhé. Tiếp theo ở đây là em có mã P36 này. Mã P36 ở đây thì em có những cái bình bằng inox nhé. Bình inox này thì em còn ít nữa thôi các bác này. Đấy, bình inox này. À, P36 giá là 650.000 đồng. 650.000 đồng một cái bình. Đấy. Ở đây thì em có tổng là hai cái nhá. Bình này thì nó không ghi kích thước, bình này của Trung Quốc sản xuất, nó không ghi kích thước nhá. À, nó không ghi dung tích các bác nhá. Em chỉ đo kích thước bên ngoài cho các bác có thể tính toán một chút thôi. Nó rơi vào khoảng 38 cm chiều dài này. Đấy. Và đường kính của nó 38 cm chiều dài và đường kính là 13 cm các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhân kích thước ra dung tích các bác nhé. Đấy. À, kích thước chiều cao của nó rơi vào khoảng 25 cm. Đấy. Chân đế của nó mà cũng là dày là 5 mm nhé, rất là dày. Inox 304 các bác nhé. Đấy. Mã P36 giá là 650.000 đồng. 650.000 đồng. Đấy. Một bình, em có hai bình ở đây nhé. Em còn hai hoặc ba bình nữa thôi các bác nhé. Còn loại này chỉ có tầm đấy là hết rồi. Tiếp theo là mã P37 nhá. Có giá là 150.000 đồng này. Ở đây thì em có những con quạt ion nhưng mà con này nó để kho lâu ngày, nó bị hư ion rồi. Mình về chế những con thành những cái con quạt hút khói hàn, khói hiếc thôi các bác nhá. Mình chỉ chế hút khói hàn thôi. Đấy, có kèm dây nguồn cho các bác nhá. Có kèm dây nguồn. Cái dây này thì các bác kiếm hơi khó nên em có kèm dây nguồn cho các bác nhá. Giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng con quạt này kèm dây nguồn nhé. Cái này về các bác sử dụng chức năng quạt mát thôi nhé, hoặc là các bác sử dụng chức năng quạt để hút khói hàn các bác nhé. Còn chức năng ion thì em không, em test thì con lên chậm chậm, con lên không. Cái này em không bao cái chức năng ion nhé. Các bác về nào, các bác về yêu khoa học, các bác có thể chế, các bác về có thể sửa lại để sử dụng nhé. Còn hàng thì riêng nguyên bản, thế nên mà em không sửa chữa gì cả cho các bác. P37 150.000 đồng các bác nhé. À đây, có cái dây điện thì em test luôn cho các bác nhé. Nó chỉ có chức năng là quạt mát thôi, giờ không không còn cái chức năng ấy này. Đâu, không tắt à. Đấy, nó quay này, sáng này quay này, quạt mát này. Đây, quạt mạnh hơn này. Đấy, các bác về hút khói hàn nhé, chứ nó cũng không mát lắm đâu. Hút khói hàn các bác nhé. Đấy. Chạy ok, chẳng qua là cái ion của nó hơi kém hoặc là mất hẳn rồi. Đấy, có thế thôi các bác nhé. Tiếp theo ở đây thì em có những cái hộp chuyển góc của Ý này. Hộp này là hộp chuyển góc nhé, hộp số chuyển góc này. 190.000 đồng một cái nhé. Motor Vario Made in Italy này, của hãng Moto Vario. Đấy. Made in Italy. Con này tỷ lệ của nó là 1:5 này, có nghĩa là 5 cái vòng nhỏ ở đây thì nó quay được một cái vòng lớn ở đây các bác nhé. Đấy, cái cốt trục này là cốt trục 9 mm và cái cốt trục này là cốt trục 11 mm các bác nhé. Đấy, cốt trục đầu vào và cốt trục đầu ra này. À, thân của nó thì được làm bằng nhôm hợp kim nhé. À, và có chữ Italia ở đây luôn. Đấy. Hoặc là Made in Italia nhé, có hai loại, một loại là Italia, một loại là Made in Italia luôn. Này, bên trên nó đúc nguyên khối nên có rất là nhiều cái chi tiết này, số seri các kiểu ở bên trên trên thân các bác nhé. Ở đây thì các bác bắt những con sờ tép hoặc như con sờ vô vào đây để các bác có thể là quay của nó thôi các bác nhé. Đấy, mã hộp số góc của Ý này, nó chuyển từ thẳng này sang ngang này, nó sẽ có giá là 190.000 đồng một cái nhá. Thì hàng này em thì có số lượng nhiều các bác nhé. Tiếp theo là ở đây thì em có những cái con nguồn MV kép Manuel này, hàng tháo máy đẹp như mới các bác nhé.
Nó đẹp thôi nhưng mà đã qua sử dụng thì chất lượng của nó cũng chỉ khoảng 90-95% thôi các bác nhé. Nó không được như mới đâu các bác nhé. Đây, hàng tháo máy chắc chắn này, có sử dụng rồi, nhìn quạt nó đang còn bụi bẩn này các bác này. Quạt còn bụi bẩn nhưng chẳng qua là nó còn khá là đẹp thôi. Hình thức khá là đẹp, không bị xước sát nhiều thôi. Đấy. Hình thức khá là đẹp, không bị xước sát nhiều nhá. Cái nguồn đầu vào, điện đầu vào là 220V này, điện đầu ra là 48V 31,7A nhá, 48V 31,7A. Còn 48V 31,7A của MV kép dạng to như thế này này rất là hiếm các bác nhá. Cái dạng nhỏ thì nó rất là nhiều nhưng có cái dạng to rất là hiếm này. Đấy, to thì tất nhiên là nó sẽ làm mát này. Đấy, nó sẽ làm mát hơn và nó sẽ là bền hơn các bác nhá. Đấy, giá là 1.500.000 đồng một con nguồn 48V 31A. Đấy, rất là đẹp, có thêm cái đế thép luôn này. Đấy, đây đường cái đế thì các bác chỉ vì việc bắt 4 cái lỗ ở đây, 1, 2, 3, 4 ở đây là các bác có thể gá luôn vào bờ tường rồi. Đấy, con nguồn này thôi để đây nó xước mất, để lên cái mặt của con này nó xước mất. Đấy, em về được 2 con thôi nhá, duy nhất 2 con thôi nhá. Đấy, đây là kích thước qua qua một chút này. Đấy, chiều dài ở đây nó sẽ là 30 này. Chiều dài tổng thể nó khoảng 30, chiều rộng khoảng 18 nha. Đây em chưa tính cả cọc mà. Dài cả cọc nó lên tận khoảng là 33 cm đấy các bác nhá. Cả cái cọc đầu ra đầu vào ở đây. Đây, nó tính em tính cái cọc đầu ra này nó sẽ là khoảng 33 cm nhé. Và chiều dày chiều cao nó khoảng 8 cm thôi. Đấy, mã nguồn 48V 31,3A giá là 1.500.000 đồng các bác nhá, một con. Tiếp theo là con nguồn 24V 41,7A này. Em về được 2 con cũng khá là đẹp các bác này. Em về được 2 con khá đẹp luôn nha. Đây các bác cứ nhìn thấy hình thức của nó này. Khá đẹp. Đấy. Chắc chắn là chất lượng của nó thì cũng không đạt được 100% như mới sản xuất rồi. 90-95% rồi các bác nhé. Đấy. Điện ở đây thì nó có 2 nguồn điện đầu vào. Có nghĩa là điện vào được cả là 110-220V. Nó có một cái công tắc để chuyển đổi ở đây. Đấy. Nhưng mà hiện tại là đang cắm 220V nhé, các bác lưu ý nhé. Đấy. Đấy. Con này khá là mới, điện đầu ra là 24V 41,7A nhé. Giá là 750.000 đồng. Hình thức nó mới thì bán giá này nó cao hơn một chút, vài chục. Đấy. Còn các bác nào mà muốn con hình thức cũ thì em bán với cái giá là 680.000 đồng các bác nhé. Đấy. Hình thức nó xấu, không phải là nó xấu mà cái này nó có xước và nhôm nó có một vài cái vết ố nhôm thôi. Còn chất lượng thì vẫn chạy ok, bao chạy cho các bác bình thường. Đấy. Còn con nào con đẹp thì sẽ là 750.000 đồng nhé. Nguồn 24V 41,7A giá 750.000 đồng. Còn này có con hình thức xấu là 680.000 đồng cho các bác nhé. Các bác nào cần con xấu thì chú bảo anh, em bảo anh lấy con hình thức xấu một chút thôi, giá nó rẻ hơn được khoảng 70.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo là mã nguồn 12V 12,5A này. Nguồn có MV kép này, cũng rất là chất lượng nhé các bác. Nguồn 12V các bác có thể thắp những cái bộ đèn LED các kiểu trang trí dịp lễ Noel, mùa đông sắp tới. Các bác nên dự phòng 1-2 con nguồn nhé. Nhiều khi lâu ngày không bật, bật lên nó lại tự quẳng. Thế nên mà dự phòng thêm 1-2 con vào. Nếu mà không may chết thì mình có thể thay thế được luôn, để tránh phải đi mua mất thời gian nhé. Như kiểu đang vui lại đứt dây đàn ấy, mình cứ nên phòng ngờ. Kích thước của cái nguồn này nó khoảng 20, rộng là 10 và độ dày là 3,8 nhé. Mã nguồn 12V 12,5A giá là 240.000 đồng một con. 12V 12,5A nhé các bác, về có vẫn có thể là sử dụng cho những cái thiết bị camera. Đấy. Nguồn cho camera đều được các bác nhé. Tiếp theo là mã P38 này, có giá là 110.000 đồng một con áp 10A. 10A nhé, con này có giảm giá xuống cho các bác. Đợt trước em bán 120.000 đồng, bán khá là nhiều. Hôm nay giảm xuống 110.000 đồng cho các bác nhé. Đây, hàng Made in Japan này. Chữ Japan, Made in Japan to tướng nhé. Fuji Electric 10A chống giật, dậy sắc to các bác nhé. Phụ kiện nó kém hơn một chút thì bớt đi một chút nhé. Đây con này phụ kiện cái tấm nhựa trắng ở đây nó không còn, bớt xuống cho các bác một chút nhé. Đấy, hàng của Nhật sản xuất. 10A, dòng dò là 30mA nhé, giá 110.000 đồng một cái. Tiếp theo là mã P39 này, em còn 3 con lọc của Ý này.
lọc MURR Electronic của Ý, Made in Italy nhé. Này con lọc này có hai tầng lọc. Đấy. Con này có hai tầng lọc các bác nhé. Đấy. Đầu vào và đầu ra rất là đẹp luôn. Mã P39 nhé. Có giá là 220.000 đồng. 220.000 đồng một con lọc nguồn như thế này. Đấy, mã P39 nhé. Tiếp theo ở đây là mã P40 nhé, có giá là 350.000 đồng. Ở đây thì em có một con motor của Orion motor này, con này công suất của nó chỉ có 12W thôi các bác nhé. Tốc độ quay là 750 vòng trên 1 phút và giảm xuống 7,5 lần thì cái hộp này nó sẽ quay 100 vòng trên 1 phút nhé. Đấy, 10A, xin lỗi các bác, 10W các bác nhé, có hộp số motor. Các bác về gắn một con tụ 3.5mm ở đây này, nó có thông số tụ ở đây, về là nó chạy bình thường các bác nhé. Có cái đế thép gắn ở đây luôn, à cái đế nhôm gắn ở đây nhé. Đế nhôm sẵn luôn các bác có thể về tận dụng, có pulley ở đây luôn. Anh mã P40 350.000 đồng này. Hôm nay được bao ship cho các bác đơn hàng 300.000 đồng rồi. Con này hàng nặng vẫn được bao ship cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây thì em có mã P41 này, con motor của SPG các bác nhé. Con SPG này công suất là 90W nhé. Con 90W con này nó có hộp đằng sau nhưng nó là hộp quạt nhé, nó không có phanh đâu. Nó chỉ có quạt thôi, không có phanh nhé. Đấy, con này 90W. Đấy. Tốc độ quay là 1600 vòng trên 1 phút nhé. Sử dụng điện 220V vẫn phải gắn thêm một con tụ để sử dụng các bác nhé. Các bác lưu ý về vẫn phải gắn thêm một con tụ để sử dụng. Cái này cái dây quạt, không phải là dây dây phanh đâu các bác nhé. Còn đây có một cái hộp số của nó rất là to và nặng. Đấy. Này con này thì tỷ lệ của nó sẽ là 6 và 9 nhé, có nghĩa là 1600 chia cho 6 này, 1600 chia 9, hai con tỷ lệ nó hộp số nó khác nhau nhé. 750.000 đồng một con nhé, mã P41 các bác nhé. Tiếp theo là mã P42 các bác nhé, có giá là 160.000 đồng. Ở đây thì em có những cái hộp bằng thép này. Đấy. Hộp bằng thép các bác nhé. Ở đằng sau thì vẫn có những cái rắc cắm nồi cơm rồi rắc cắm các kiểu nhé. Bên trên có một vài cái nút này, công tắc ở đây nhé, một vài cái nút công tắc. Đấy, 160.000 đồng cái hộp bằng thép như này. À, kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 30cm này, chiều rộng ở đây là 13 và chiều cao ở đây nó khoảng là 12, không tính đế nhé, tính cái đế nhựa nó sẽ là 13. Nhưng có sẽ có cọ con nhá, mất cái đế nhựa này các bác này. Đây có con có đế nhựa và có con mất đế nhựa như này nhé. Đấy, nó chỉ có hộp rỗng thôi các bác nhé. Hộp này khả năng bằng nhôm chứ không phải bằng thép. Đấy. À thôi, hộp này bằng thép. Hộp này bằng thép, cầm nó nhẹ nhẹ. Em tưởng bằng nhôm nhưng mà nó bằng thép dày 1mm nhé. 160.000 đồng mã P42 các bác nhé. Tiếp theo là mã P43 này. Em có một ít con máy cấp nguồn này các bác này. Em có một ít con máy cấp nguồn nhé. À, cái này có thể cấp nguồn từ 0 đến 60V và từ 0 đến 10A. Đấy, con máy cấp nguồn 60V 10A. Các bác có thể điều chỉnh dần dần nhé. Đấy, các bác có thể điều chỉnh dần dần từ 0 đây. Đây bật lên là màn hình nó lên, nó còn đang còn cái túi bóng bảo vệ ở đây này. Đây công tắc này, tắt này. Bác đợi một chút nó sẽ tắt nhé. Đấy. On off ở đây này, sao tắt không thấy tắt. Này. À đây. Nó sẽ tắt từ từ. Đấy, nó sẽ tắt từ từ chứ không phải là nó không tắt. Đấy. Đây là bật lên này. Ở đây là cái chỉnh dòng các bác nhé. Đây là cái chỉnh dòng này. Còn ở đây là cái chỉnh volt này. Đây. Chỉnh volt nhé. Đây các bác đang thấy em vặn dần xuống này. Này là cái chế áp vô cực, các bác có thể vặn thoải mái luôn nhá. Đấy. Đây. Đây là về hết cỡ này, nó xuống từ từ các bác nhé. Nó xuống 0V thôi, xuống từ từ. Đấy. Đây, sao các bác mình vặn ở đây nhé. Đấy, mình vặn ở đây cho nó lên này. Đấy, nó lên dần dần 2, 3V, 4V, 5V. Ở đây là cái đầu ra này. Ở đây có hai cái đầu ra, là cái đầu ra mắc này nó được 5A thôi nhé. 5A cái đầu ra này thôi. Còn cái đầu ra đằng sau này. Đầu ra đằng sau nó sẽ là 10A, mắc 10A. Cái này thì cắm điện trực tiếp 220V nhé. Cắm điện trực tiếp 220V bằng cái chắc nồi, chắc ba chấu nồi cơm này, rút ra ba chấu nồi cơm các bác nhé. Đấy. Đấy, thì các bác có thể cái ba chấu nồi cơm này rất là nhiều. Ở đây là có một cái cầu chì nhỉ.
Con này hàng tháo máy đã qua sử dụng nên mà có xấu xấu bẩn bẩn như này các bác nhé. Đấy, con này của Trung Quốc sản xuất các bác nhé. Hàng của Trung Quốc sản xuất, chất lượng rất là bền luôn các bác nhé, siêu bền đấy. Đấy, AC 250V 50Hz các bác nhé. Cái đầu ra này nó được là 10A này. Đấy, nhưng cái đầu ra đằng trước này nó chỉ có 5A max thôi nhé. Để chỉnh vô chỉnh dòng công suất đây. Mã P43 nhé, 1.700.000 đồng các bác nhé, 1.700.000 đồng con cấp máy cấp nguồn như này, nó khá là to này, kích thước chiều dài tổng thể nó sẽ là 33 nhé, em tính từ cái đầu này này đến tận cái đầu chốt đỏ nó nhô ra ngoài các bác nhé, nó sẽ là 33 nhé, chiều rộng ở đây nó sẽ là 21 này. Và chiều cao ở đây sẽ là 8,5cm nhé. Các bác lưu ý nhé, hàng công nghiệp, hàng tháo máy để kho nhiều con ốc nó bị han này, vỏ sâu xấu. Nhưng mà hàng ruột thì chất lượng hiệu quá chất lượng luôn các bác nhé. Đây, mã P43 có giá là 1.700.000 đồng một con nhé. Đây em có 3 con các bác này. Tiếp theo ở đây thì em có 2 con bơm hút chân không. Em có 2 con bơm hút chân không nhé. Đấy, một con này này thì nó mất thông số nhé, nó không có cái tem. Đấy, ở bãi họ khôn thật đấy, họ xé cái tem đi cho mình. Hai con này họ để mỗi cái con công suất lớn này vào cái con này thì công suất nó chắc là nó sẽ bé hơn, mà họ xé mất cái tem đi, họ không cho mình biết đấy. Ở đây này, con này với con này nó khác nhau một chút, em chỉ thấy hình thức nó khác nhau một chút này. Ở đây này, cái này màu đen và cái này màu xanh này. Ở đây nó có thêm 4 cái vòng ở đây. 4 cái vòng này thì em cũng không rõ là 4 cái vòng này nó có tác dụng gì, nhưng có thêm 4 cái vòng này. Và con này không có 4 cái vòng này. Đấy, khác nhau. Nên em nghĩ con này công suất nó bé hơn. Đấy, và con này thì có một cái tem ở đây, công suất của nó là 900W các bác nhá. 0.9kW là 900W này. Con này là 900W này. Và con này là bằng 0. À, con này không biết là nó bằng bao nhiêu. Nhưng mà con này có máy của Trung Quốc các bác nhá. Bơm hút chân không của Trung Quốc, nhưng mà chất lượng phết đấy các bác. Nó hút bằng dầu nhá, bằng dầu. Các bác về hàng đã qua sử dụng nhưng mà dầu nó có đen đen một chút nhá, nó không gọi là đen mà nó nâu. Đấy, nó đã qua sử dụng thế nên là hút bằng vòng dầu, con hút chân không thì bằng vòng dầu, thế nên mà nó sẽ về mình phải thay thế dầu cho nó. Thay thế dầu bơm hút chân không thì nó mới tiếp tục sử dụng chất lượng hơn nhé. Còn các bác để thì nó vẫn sử dụng được thôi, nhưng mà cái chất lượng hút của nó không tốt vì mình chưa thay dầu mà. Đấy, điện của nó là điện 220V trực tiếp các bác, trực tiếp 220V. Đấy, hút khá là mạnh luôn các bác nhá. Ở đây ở dưới thì nó có một cái đế bằng nhôm này. Ở dưới có một cái đế bằng nhôm các bác nhá. Có đế nhôm rất là to này, có 4 lỗ ốc thì các bác chỉ việc về bắt ốc thôi. Đấy, hai con thì chạy ok, em đã test chạy ok ở đây thì em có test luôn được cho các bác được luôn. Đấy. Những con này thì em đã test chạy ok rồi các bác nhá. Điện 220V trực tiếp nhá, đây em cắm luôn bằng cái dây nồi cơm điện em đấu lúc nãy này. Đây. Đây em cắm luôn vào cái dây nồi cơm điện nhé. Để cẩn thận một chút cho nó đỡ bị chậm. Đấy. Đây, nó vẫn đang chạy ok các bác nhé, đây. Đây. Nó chạy rất là ok các bác nhé. Đang hút rất là ok này, rất là mạnh này. Đấy, nó vẫn nút ok và chạy rất là ok các bác nhé. Đấy, em phải rút điện ra một chút cho nó an toàn. À, các bác ơi, hai con này thì kích thước y hệt nhau này, kích thước y hệt nhau, chỉ khác nhau một cái vòng này và cái vòng này ở đây thôi. À, con này công suất là 0.9 nhé, 0.9kW có nghĩa là 900W nhé. À, con này thì em mất tem, mất thông số thì bán hòa vốn cho các bác thôi. Đấy. Đấy, mất thông số nhé, mình không để ý khi mà chỉ nhìn con này, mua con này, đâm ra con này công suất nó bé. À, chắc chắn nó sẽ bé hơn, tại vì ở đây nó sẽ có những thiết bị khác thì nó sẽ chắc chắn con này nó sẽ bé hơn con này. À, con này mã P44 nhé, giá là 2.950.000 đồng các bác nhé, điện 220V zin luôn nhé. Đấy, con này là P45 giá là 3.500.000 đồng cho các bác nhé. Con này công suất 0.9 này, có tem công suất ở đây. Con này không có nhá. Về thì mình phải thay dầu mới về để sử dụng các bác nhá. Đấy, dầu cũ của nó thì nó đã sử dụng rồi thì nó sẽ không được chất lượng. À, kích thước chiều dài tổng thể của cái con này nó sẽ là 44cm kích thước chiều dài nhá. Còn phần ở dưới này có cái phần đế rồi này. Ở dưới có phần đế bằng nhôm dày
dày khoảng là 1 cm ấy. Đây, cái phần đế nhôm ở dưới này nó sẽ rất là dày. Cái trước cái phần đế nhôm là 30 nhân với là 29 nhá, gần như là vuông. Đó, khi đặt như này chiều cao tổng thể của nó sẽ rơi vào khoảng là 25 cm lên cái mặt phẳng luôn. À, cái đầu ống hút này là cái ống đầu ống nối nhanh nhá. Về mình có thể thay thế bằng cách vặn ở đây đây. Đó, hai con nó khác nhau một chút như thế các bác nhá. Mịt mã P44 này, con này mất tem thì nhưng mà mất cái tem rồi nên mà chắc chắn công suất nó sẽ nhỏ hơn vì con này nó khác hơn. Chắc chắn con này công suất nhỏ hơn. Đấy, mã P44 giá là 2.950.000 đồng nhá. Và con P45 này, con này công suất 0.9 này là 900W này. Đấy, 3.500.000 đồng nhá. Đấy, hàng này là hàng của Trung Quốc các bác nhá. Những con này của Trung Quốc sản xuất nhưng mà nhìn chất lượng phết đấy các bác. Đấy. Tiếp theo là mã F30 các bác nhá. Giá là 120.000 đồng một bộ này. Em có những bộ bánh xe rất là nhỏ và rất là đẹp này. Màu cam này, có viền cam ở đây nữa các bác nhá. Đấy. À, hãng của nó là hãng Supo. À, Supo con này thì nó không ghi ở đâu cả. Thế nên mà chỉ biết là nó tháo trên máy của Hàn Quốc ra thôi. Đấy. Đây nó ghi là 1,6 inch, chắc là đường kính bánh xe 1,6 inch thôi. Ở đây thì đường kính bánh ở đây nó ghi là 40 cm, à 40 mm, có nghĩa là 4 cm này. Và nhân với 22, nhân với 22 ở đây này, có nghĩa là cái độ cái chiều bán rộng của bánh này là 2,2 cm nhé. Cái này là đi xuống xe, xuống sàn thì nó sẽ có bám cái bụi, lau qua thì nó lại sạch thôi. Đây, lau qua này. Đây là em mới lấy tay em lau qua nhé, nó sẽ sạch này, sạch so với những cái chỗ chưa lau này. Đấy, cái này mình lấy giả ẩm lau thêm một chút nữa thì nó sẽ là sạch nhé. Trước khi gửi cho các bác sẽ lau qua và vệ sinh qua những cái bụi bẩn cho các bác nhé. Đấy. Chiều cao của bánh này, chiều cao của bánh ở đây nó sẽ là 6 cm các bác này, 6 cm nhé. Đấy, đường kính là 4 cm và bề rộng là 2 cm rồi. Và mặt bên trên thì sẽ có kích thước là 6 x 4,5, nó sẽ có 4 lỗ nha, 1, 2 này. Đây, lỗ đây 3, 4 này, em dán cái giấy ghi giá thì nó nằm ở đây. 4 cái lỗ này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác về có thể thay thế cho những cái gì nhỉ? Cái quạt hơi nước này, rồi những cái gì, cái xe đẩy nhỏ nhỏ nha các bác nhá. Đấy. Những cái bánh mà cho những cái bé chở, đưa các bé hay đi dạo hay mà hỏng thì các bác có thể thay thế bằng cái này nha. Nó ở bên trong này là nó sẽ có bạc đạn nữa các bác này. Bên trong này nó sẽ có bạc đạn, thế nên mà nó quay mượt và nó rất là nhẹ nhé các bác nhé. Nó quay mượt và rất là nhẹ. Bên trong này nó sẽ có một cái bạc đạn bên trong. Đấy. Giá là 120.000 đồng một bộ mà F30 các bác nhé. Tiếp theo là những cái cục chống nhiễu các bác này. Đấy, cục chống nhiễu có giá là 100.000 đồng 8 cục các bác nhé. 100.000 đồng 8 cục chống nhiễu TDK này. Hàng TDK của Nhật các bác nhé. TDK của Nhật thì các bác khỏi phải bàn rồi. Cục này thì nó lọc nhiễu cao tần hoặc là nhiễu những cái sóng tín hiệu các bác nhé. Thì các bác quấn cho những cái dây âm thanh, dây loa, dây tín hiệu từ micro xuống đầu, xuống điếc các kiểu đều được nhé. Hoặc các bác quấn ở dây điện cũng được, nó sẽ giảm được cái tiếng ù rè một chút của những cái tín hiệu cao tần. Nó lọc được cái tín hiệu cao tần đi các bác nhé. Đấy. Này, lõi của nó là lõi ferrit này, hai cái úp lại này và có khớp ở đây, các bác chỉ việc ấn vào đây là được thôi. Đấy, cái đường kính lỗ này là 13 mm, có nghĩa là 1,3 cm các bác nhé. Đây, đường kính lỗ của nó là khoảng cách là 1,3 cm này. Đấy, đơn giản ở đây thì nó đều có tất cả các thông số của nó nằm trên những cái thân. Hàng của Nhật thì nó ghi hết tất cả các thông số trên thân nhé, trên cái thân nhé. Đây là TDK là của hãng này. Còn đầu này là sẽ có những cái mã này, ví dụ là 35-30 có nghĩa là chiều dài và đường kính này. Còn 13-30 ở đây là đường kính trong và đường kính ngoài này. Đấy, nó rất là nhiều cái mã ở đây này. Đấy. Bác có thể nhìn qua một chút này, cái mã này nó hơi ấy, tay em bẩn em mới xoa được cho cái này nó nổi lên này. Đấy. À, giá là 100.000 đồng 8 cục các bác nhá. Cục chống nhiễu 100k 8 cục cho các bác này. Đấy. Tiếp theo thì em có những van khóa đồng gen 21 các bác nhé. Giá 90.000 đồng một cái này. Van khóa đồng gen 21, hàng này là hàng chưa sử dụng các bác nhé. Hàng mới chưa sử dụng đâu. Hàng công ty họ thanh lý ra.
ví dụ hết cái dự án nhé, công ty của nhà thầu ấy, nhà thầu hết dự án nhé, thì họ còn những cái đồ gì mà mua thừa thì họ sẽ thanh lý ra các bác nhé. Hầu như là phải mua thừa để mà đề phòng có rơi rớt, mất mát, hư hỏng thì nó có thể thay thế nhé. Đấy, nhà thầu họ sẽ mua dư ra đến khi mà xong công trình rồi mà vẫn đang còn thừa thì họ sẽ thanh lý các bác nhé. Đấy. Gen này là gen 21 này. Nó ký hiệu 1/2 đây các bác nhé. 1/2 này, ống 1/2 gen 21 này. Một đầu đực và một đầu cái các bác nhé. Sẽ có một đầu đực, một đầu cái ở đây. Thì các bác có thể là gắn luôn trực tiếp vào luôn cái đường ống, không cần phải một cái gen hai đầu và quấn thêm băng tan nữa. Mất công các bác nhé. Đấy. Nó được làm bằng đồng vàng. Đồng vàng đây các bác này, được làm bằng đồng vàng, mạ thêm một cái lớp bên ngoài nữa để tránh bị oxy hóa các bác nhá. Đấy, nhà các bác mà đang có sẵn cái lỗ, ví dụ là cái đường, đây là cái bờ tường nhá, bờ tường của các bác này. À, đang có sẵn cái lỗ 21 như thế này. Thì các bác về chỉ việc quấn thêm một chút băng ta rồi các bác vặn cái tay gen vào thôi. Đây, vặn cái này vào nhá. Vặn cái này vào thì chắc vặn đến đây là cứng này với có băng tan nhá. Đấy. Cho là em ví dụ cái mép này là đúng là cái bờ tường luôn nhá, sát sàn sàn. Khi các bác đóng cái van này, đóng cái van này, nó sẽ nằm song song với cái bờ tường và cách cái bờ tường khoảng là 1.5 cm nhé, 1.5 cm, thì tránh được va chạm này, tránh được va chạm và tránh hư hỏng cái tay khóa và van khóa nhé. Mà có khi các bác mở cũng dễ này, 1.5 cm các bác vẫn có thể móc vào được bình thường như này. Đây, cái đoạn tay dày của mình cũng chỉ có 1 cm móc vào, hoặc các bác chỉ cần cầm bên hông, cầm kéo ra thôi, cầm kéo ra thôi. Rất là chất lượng nhé, rất là chắc chắn và rất là gọn cho các bác này. Đấy, giá là 90.000 đồng một cái các bác nhá. Mã van khóa đồng gen 21 này, 90.000 đồng một cái. Hàng thì em còn khoảng 5-70 cái nữa là hết rồi các bác. Đây, 5-70 cái nữa là hết cái lô van khóa thanh lý này rồi. Tiếp theo thì em có những cái quạt các bác nhé, các bác đợi em một chút, em lấy cái dây điện để em chuẩn bị test luôn cho các bác nhé. Đây các bác nhé, em có cái quạt của Trung Quốc trước này. Quạt của Trung Quốc nhé. Điện 220V, công suất là 9.5W này. Giá 60.000 đồng một cái cho các bác nhé. Kích thước là 12 x 12 và độ dày là 4 cm, có cả cái lưới này. Đấy, quạt của Trung Quốc khung nhôm nhé, khung nhôm cánh nhựa nhưng hơi mỏng một chút nhé, khung của nó làm hơi mỏng. Đấy, các bác có thể về làm những cái quạt tản nhiệt cho những cái tủ điện các kiểu nhé. Vì zin của nó thì cũng làm tản nhiệt cho quạt tủ điện mà. Đây, đây thì cấp điện test qua cho các bác một chút về cái quạt của Trung Quốc nhé. Tốc độ quay và hình dáng quay cho các bác dễ nhìn nha các bác. Đây, nó hơi lâu lâu một chút nhé. Đây. Đây các bác nhé. Đấy. Có gió phải ra khá là mát các bác nhé. Đấy, quạt 220V, công suất là 9.5W nhưng cũng khá là mát nhé. Đây các bác có thể thấy tiếng kêu của nó nhé. Đấy, nó cũng khá là mát đấy. Đấy, công suất 9.5W thôi, cũng khá là mát. Okay. Giá là 60.000 đồng một cái cho các bác này. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những con quạt Đức, quạt Đức 115W các bác nhé. Đây, quạt Đức 115W này, hàng sản xuất tuần thứ 20 năm 2003 này, có nghĩa là nó 21 tuổi rồi, vẫn còn chạy tốt các bác nhé. Này, hàng Made in Germany các bác nhé, MB của Đức. Này, điện 230V này, công suất là 115W này. Tụ dùng tụ 3 microfarad này. Đấy, tốc độ quay là 2700 vòng trên 1 phút, dung điện dung của tụ là 450V nhá. Đây.
vẫn là con tụ zin các bác nhé. Con tụ zin của hãng Ducati này, cái hãng xe đua đây các bác, Ducati của Energia này. Con tụ này cũng sản xuất tuần thứ 20 năm 2003 này. Thì có những cái con này nó sản xuất lệch nhau một chút cái số tuần, tuần 21, tuần 22, tuần 19 các kiểu các bác nhé. Đấy, dung điện tụ là 3mm này có nghĩa là vẫn đang chạy tốt các bác nhé, vẫn còn chạy tốt. Đấy, cái tụ mấy chục năm vẫn chạy tốt mà con quạt mấy chục năm vẫn chạy tốt các bác nhé. Thì ở đây thì em sẽ test luôn cho các bác nhé. Hàng nước ngoài họ thiết kế rất là bền. Bác đợi em một chút nhé, điện đóm phải. Nó vẫn có dính tí mát các bác ạ. Chân em đi trên đất nó vẫn tê tê. Đây các bác nghe, nó quay rất là mạnh nhưng mà thôi em nháy một cái thôi. Em nháy một cái rồi, tại vì cái này nó không chắc chắn nhé. Đây à, em nháy một cái rồi nhé. Đấy, cái này nó đang cầm nó không chắc chắn. Chân em đang ghi trên đất này. Đấy, em nháy một cái là nó khá là mạnh các bác nhé. Rồi đấy, điện 220V nên mà em nháy một cái thôi. À, tụ nó vẫn còn rất là khỏe nên mà nó vẫn làm cho tê tay được các bác nhá. Đấy. À, quạt thì ở dưới đế này sẽ có một cái đế bằng thép này, có ba cái lỗ ở đây thì các bác có thể bắt ốc nhá, bắt ốc vào tường này. À, em sẽ cho các bác biết cái nguyên lý của nó. Nhiều bác vẫn chưa biết cái nguyên lý hoạt động. Nó hoạt động giống như cái quạt trò ấy, có nghĩa là nó hút ở cái miệng giữa này, nó hút ở cái miệng giữa này và nó tỏa ra hai bên, nó tỏa ra xung quanh này, nó hút ở giữa nha, nó quay như thế này đúng không? Nó sẽ tỏa ra hai bên. Đấy, thì các bác có một giống như cái guồng của máy bơm ấy. Đấy, cái guồng máy bơm khi các bác để như thế này đúng không? Cái đầu này là cái đầu ống để ra hút đúng không? Còn nó sẽ thiết kế một cái đường ống lên trên để phun ra đúng không? Đấy, nó cũng kiểu như thế, giống như cái quạt hút, quạt như thế thôi. Đấy. Về thì các bác muốn để nguyên như thế này cũng được, thì các bác lắp lên trần này. Các bác làm cái quạt để nó tuần hoàn, nó quay tuần hoàn không khí đều được này. Tuần hoàn không khí trong phòng nhé. Hoặc các bác thể về thiết kế thêm một cái vòng tròn hoặc có cái hình chữ nhật, hình vuông gì đấy để cho nó thành những cái quạt hút, quạt thổi đều được các bác nhé. Đấy, giá là 480.000 đồng một cái này. 480.000 đồng một cái. Hàng em có nhiều các bác nhé. Em bán rất là nhiều. Đấy. Có hai loại nhé. Còn loại tem thì nó sẽ là màu trắng này. Tem của nó sẽ là màu trắng nhé. À, cái này không phải là màu trắng đâu mà nó khắc vào đây luôn nhé, nó gọi là nó khắc CNC vào đây luôn nhé các bác nhé. À, đều giá như nhau các bác nhé. Đấy, có sẽ con có cái đế cao hơn một chút nhé, có con có đế thấp hơn một chút các bác nhé. Giá là 480.000 đồng, mã quạt Đức 115W các bác nhé. À, kích thước qua một chút cho các bác này. Đường kính của nó sẽ 23 cm, đường kính 23 cm, đường kính tổng thể nhá. Cái miệng hút của nó sẽ là 15 cm này. Đấy. À, cánh nhựa và đế thép các bác nhá. Cánh nhựa đế thép cái mặt trong này rất là nặng. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những con quạt Đức. Đấy, quạt Đức 24V các bác nhé. Quạt Đức 24V, tốc độ quay cũng khá là cao, 3.100 vòng trên 1 phút. Đấy, công suất của nó sẽ là 5,7W các bác nhé. 5,7W. Đấy. Đấy, sử dụng điện DC 24V này, sản xuất tuần thứ 6 năm 2001 các bác này. Đấy, có cái thì tuần thứ 17 năm 2000 các bác này. À, toàn những cái con đếp rất là sâu và tuổi đời rất là cao các bác nhé. Ở đây thì test qua cho các bác những cái con điện 24V hoặc 12V thì em có thể test được nhé.
Đấy, bấm đấu dây trực tiếp không không vấn đề gì, giống như như những cái con lúc nãy tê tay các bác, tê các bác nhé. Đây em cấp nguồn 24V này. À, không phải dây. Cái này đang đấu ngược dây các bác. Đây các bác nhé. Đấy, quạt khá là mạnh nhé, 24V. 5,7W nhưng mà thực chất nó ăn 6,5 nhá, không biết là nó có giảm không. Đây, nó ăn 6,5W này coi. Đây là 24V, em cấp đúng điện 24V nhé, đang nó đang ăn 6,7W đây các bác này, 6,5 6,7W. Đấy. Và rất là mát các bác nhé. Đấy, rất là mát. Đấy. Quay rất là mát nhé. Ở đây nó là khung khung nhôm và cánh sắt các bác nhé. Này. Khung nhôm cánh sắt các bác nhé. Đấy. Mã quạt Đức 5,7W này, giá 80.000 đồng một cái nhé. À, kích thước của nó sẽ là 12,8 các bác nhé, 12,8 này. Nhân với 12,8 và độ dày là 3,8 cm nhé. Đấy, cầm rất là chắc tay. So với con quạt của Trung Quốc thì nó sẽ gấp đôi luôn đấy các bác nhé. Đấy. Giá 80.000 đồng một cái. Đấy, Make in Germany này. À Make in đúng rồi, Germany đây này, của Đức các bác nhé. Đấy, trên trên thành nó có in dập ở đây luôn này. Đấy. 80.000 đồng một cái, mã quạt Đức 5,7W các bác nhé. Hàng chỉ có như thế này thôi. Tiếp theo là những cái quạt của Mexico các bác nhé. Quạt của Mexico. Đấy, 80k một cái nhé. Con này thì sử dụng điện 12V DC, công suất là 16W các bác nhé. Kích thước của nó vẫn là 12,8 x 12,8 thôi. À, thì dây tất tần tật nó bị cắt ngắn dây một chút nhé. Về thì các bác chịu khó là bẫy cái lẫy nhựa này. Ở đây thì nó có lẫy nhựa nhé các bác nhé. Này. Các bác chịu khó bẫy cái lẫy nhựa ra và đấu lại cái dây một chút. Đấy. Đấy, em có bẫy luôn cho các bác như này. Và để cho các bác có thể theo dõi nha. Đây, đây có cái lẫy nhựa ở đây. Các bẫy ra này. Các bác có thể để lại và lắp lại cũng được. Cái này là cái lẫy ở đây à. À, cái lẫy ở trong đây. Đấy. Đây các bác có thể đẩy cái dây ra và hàn dây khác vào và lắp lại đều được các bác nhé. Đấy, nó hơi ngắn một chút vì trên bãi họ cắt ngắn, dây điện đồng thì đắt, thế nên mà họ cắt để họ bán dây đồng thôi. Mình về thôi, mình phải chịu khó mình đấu lại một chút các bác ạ. Ở đây thì em sẽ chỉnh xuống 12V trước, sau đó là em mới cấp vào cho quạt nhé. Chuẩn 12V như trên trên quạt luôn nhé, không lệch một chút nào đâu, không phải là 12,6 đâu. Đây, nó vẫn đấu đen với đen và đỏ với đỏ thôi các bác nhé. Đây, bật lên này, quạt này khá là mát các bác nhé. Ở đây nó ghi là 16W nhé, 16W, nhưng mà hiện tại nó ăn mới có 7,7W nhé. Quạt cũng khá là mát. Nó ăn, đây nó ghi là 16W này, nhưng mà hiện tại nó đang ăn có 7,7W rồi. Em sẽ thử tăng điện lên một chút nhé. Em sẽ thử tăng dòng lên một chút xem là tăng điện lên một chút xem các bác nhé. Em tăng lên 13V thì nó vẫn có chạy như thế thôi. Nó vẫn có chạy khoảng 7W đến 8W thôi nhé. Có nghĩa là con này nó cũng chỉ ăn có 7 đến 8W thôi nhé. Còn nó ghi 16W thì không rõ là nó phải cấp cái dòng lớn hơn hay không. Nhưng mà hiện tại là nó chỉ ăn có là 8W thôi. Em sẽ giảm cái dòng xuống một chút và giảm cái điện áp xuống 12V thôi. Và tăng cái dòng điện của nó lên nhé các bác nhé.
nó hơi lâu một chút các bác nhé. Cái này em không tăng được dòng ấy. Cái này thì em không tăng được dòng ở cái này. Đấy, nó chỉ ăn được có 7W thôi các bác nhé. Đấy, thôi tắt đi vì nhiều khi là không may đụng vào đây nó lại chém cho. Đấy, quạt khung nhôm cánh nhựa nhá. Quạt khung nhôm cánh nhựa hàng của Mexico. Giá 80.000 đồng một cái nhá. Quạt công suất là 16W nhưng thực tế nó đang ăn có một nửa công suất thôi. Có 8W thôi các bác nhá. Đấy, hàng sản xuất 2001 August mùng 2 August là tháng 5 hay sao á. Đấy. Năm 2001 các bác nhá. Đấy, hàng của Mexico. Kích thước cũng y hệt thôi, 12,8 x 12,8 và độ dày là 3,8 cm. Giá là 80.000 đồng, 80.000 đồng một con nhé. Tiếp theo ở đây là những cái quạt Đức 41W các bác nhé. Quạt này cũng là quạt Đức nhé, hàng tháo máy. Chắc chắn là có xước sát này, tem tiếc nó không được đẹp các bác nhé. Đấy, điện sử dụng là DC 24V nhưng mà nó có thể sử dụng được từ 9V đến 29V các bác nhé. Đấy. Ở đây thì 24V thì công suất là 41W thôi. Đấy, hàng của Đức sản xuất nhé. Kích thước của nó sẽ là 17 cm là đường kính các bác nhé. Đường kính là 17 cm này và độ dày quạt có sẽ là 5 cm này. Đấy, các bác có thể là tháo rời cái đế mặt này ra để cho nó chạy mình cái đế quạt với quạt này thôi. Ok các bác nhé. Giá là 170.000 đồng một cái, mã quạt Đức 41W này. Con này thì em cắt dây ra test qua cho các bác một chút nhé. Đấy, nó khá là mạnh nên mà em chỉ test sơ sơ thôi. Công suất là 41W nhưng mà nó khá là mạnh đấy. Đây, bên trên thì các bác nào không biết thì bên trên nó có sơ đồ đấu nhé. Đây. Red là cộng này. Blue là trừ này. Đấy. Đây là những cái màu dây. Hầu như là quạt của nước ngoài bên trên họ có thiết kế những cái sơ đồ đấu hết các bác nhá. Thế nên mà bác nào mà chưa biết đấu thì các bác có thể nhìn qua sơ đồ trên thông số trên tem thì sẽ biết thôi, đơn giản thôi. Đấy, hoặc là các bác chưa biết thì các bác không biết tiếng Anh hoặc là ấy thì các bác có thể gọi cho em có thể chỉ cho các bác nhé. Đấy, chỉ cho các bác rất là đơn giản, các bác mua ở bên nào cũng thế thôi, bên em cũng chỉ và bên khác thì em cũng chỉ cho các bác, không quan trọng gì đâu. Các bác chỉ cần chụp cái tem cho em là em biết là em sẽ chỉ cho các bác nhé. Em xin phép là test con quạt này. Đây, các bác thấy không, khá là mạnh nha. Đây em đang dùng 12V nhé. Đang dùng 12V thì nó sẽ ăn là 8W các bác nhé. Ăn 9W này. Đây đang dùng 12V này. Đấy, ăn 9W này các bác, đợi em tắt một chút nhé. Con quạt này nó mạnh quá, em sợ chém vào tay. Này, em sẽ chỉnh lên là 24W, có 24V cho các bác nhé. Em sẽ cầm như thế nào cho nó chắc các bác nhé. Đây, em đây là em chuẩn bị bật 24V này. Em sẽ cầm cho nó chắc một chút này. Đây, nó khá là mạnh các bác nha. Nó sẽ ăn đến 44W này. Nó sẽ ăn nó khoảng đến 44W đây các bác nhé. Đấy, nó khá là mạnh. Các bác có thể sử dụng từ 9 đến 30 mấy V theo tùy các bác nhé. Hoặc các bác về có thể lắp thêm một con điều tốc. Các bác có thể lắp thêm một con điều tốc các bác nhé. Đấy, để các bác có thể chỉnh được cái tốc độ của nó nhé. Đấy.
Đó, giá là 170.000 đồng một cái nhá, mã quạt Đức 41 W các bác nhá. Đây. Con này là quạt Đức 30 W này. Quạt này 30 W nhá. Cũng cái tem này có RD, có nghĩa là nó viết tắt của chữ Red là cộng này, Blue là trừ này, như nhau các bác nhá. Đấy, quạt này thì kích thước vẫn thế thôi. Nó công suất nó khác hơn một chút nhá, kích thước là 17 hay độ dày là 17. À, đường kính là 17 và độ dày là 5 cm các bác này. Đấy, y hệt các bác nhá. Đấy. À, màu dây thì cũng y hệt và ấy thì cũng y hệt thôi. À, công suất nó y hệt thôi. À, các bác lưu ý nhé, công suất những cái con quạt cao và mạnh thì các bác nên thiết kế cho nó cái lưới chắn các bác nhé, hoặc là cái tấm lưới inox cơ. Bên em có rất là nhiều những cái tấm lưới inox, các bác có thể về làm những cái lưới chắn cho những cái quạt đều được các bác nhé. À, hàng tháo máy thế nên mà họ bán quạt thôi, họ đã tháo trước rồi mình không tháo được những cái lưới nữa. Ví dụ những cái nào mà em mà trực tiếp đi tháo thì em có thể tháo được những cái tấm lưới theo nhá, còn cái này là bãi họ tháo sẵn rồi thì mình không nhặt được những cái tấm lưới đó, họ bán tấm lưới riêng các bạn ạ. Đây vẫn như cũ thôi. À, đỏ là dây dương và đen xanh là dây âm theo sơ đồ ở bên trên của quạt nha các bác nhé. Đấy, quạt của Đức sản xuất tại Hungary. À, quạt hơi mạnh thì các bác đợi em một chút nhé, nó hơi lâu em phải cố định cho cái chắc chắn cái tay chứ không là nó chém vào tay. Đây. Đây các bác nhá, đây là 30 W và 24 V nhá. Nó đang ăn đúng 30 W các bác này. Nó đang ăn đúng là 30 W các bác nhá. 30 31 W này. Đấy, quạt công suất lớn thì nó sẽ có cái là gió ù các bác nhá. Đấy. Em chỉ test một chút thôi, đủ cái công suất là em tắt thôi chứ mình không có gì cố định. Các bác gắn cố định ở trên cao thì không ảnh hưởng nhé, còn để dưới thấp thì phải có thêm một cái lưới chắn ở đây các bác nhé. Đấy, công suất của nó là 30W chuẩn, điện 24V các bác nhé. Giá là 150.000 đồng một cái cho các bác này. Đấy, khung nhôm và cánh nhựa nhé, tất khung nhôm và cánh nhựa hết các bác nhé. Đấy, 150k của mã quạt Đức 30W cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái phích cắm các bác nhé. Đấy, phích cắm này thì là của Mỹ, hãng của Mỹ các bác này, hãng Nema L15-30 này. Đấy, cái phích cắm của bên của Mỹ họ sản xuất nhé, ở Việt Nam mà không thiết kế những cái loại 4 chân như thế này. Đấy, 4 chân của nó là sử dụng điện là con này hơi khó vận ốc này. Sử dụng điện là 250V các bác nhé, 250V, nó gọi là 3 pha 250V của bên Mỹ đấy. Giống như của bên Nhật các bác nhé. Đấy, của bên Nhật nó cũng sử dụng là 250V và 4 giây, 3 giây, 3 pha 250V. Đấy. Đây là em tháo cái bên trong cho các bác nhé. Đây, bên trong họ làm rất là chất lượng này. Đấy, đây là cái vị trí cao su để có thể là ấy dây vào đây này. Đấy. Đây là 4 lỗ, 4 cọc riêng biệt nhé. Nó có phân biệt cọc mát này bằng cái xanh này và ở đây này. Đấy, gắn vào thì các bác gắn vào đây thôi. Rất đơn giản nhé. Có cái G ở đây và cái G ở đây. Các bác gắn đúng G là được thôi. Và siết ốc lại. À, cái phích cắm này rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, phích cắm của Mỹ nhé. Rất là chắc chắn. Đấy. À, 100k 3 cái. Giá siêu rẻ là 100.000 đồng 30 cái này. À, 100k 3 cái này. Đấy. Chiều dài của phích cắm này nó sẽ là 7cm. Nè. Trừ những cái cọc đồng nha, em không tính cọc đồng nhá, mình cái phần cầm thôi là 7cm nhá, và đường kính ở đây nó khoảng là 6cm nhá. Đấy, những cái cọc đồng này các bác có thể nhìn thấy nhá, nó rất là ít xước nhá, nó chỉ có xước một chút đây này, có nghĩa là nó mới sử dụng một ít thôi, nó không sử dụng nhiều và nó không sử dụng quá tải, thế nên mà những cái đồng này nó không bị ố đen, nó không bị chạm chập, thế nên mà nó không bị ố đen cái đồng này. Nó có sử dụng rồi các bác nhá, hàng này là có sử dụng rồi này. Đây có dấu vết này, có sử dụng này. Nhưng mà nó đang còn rất là đẹp, có nghĩa là nó sử dụng rất là ít này. Đấy.
giá là 100.000 đồng ba cái, nó chỉ hơn cái vít cấm của Trung Quốc một chút. Các bác mua ở ngoài tiệm tạp hóa 15.000, con này nó đắt gấp đôi một chút nhé. Đấy, gọi là đắt gấp đôi thì nó chỉ có hơn 30.000 một con. Đấy, 100k ba cái. Đấy, các bác để mà mua mới những con này của bên nước ngoài thì nó khá là đắt. Đấy, cái này thì em mua rẻ thì em bán rẻ thôi, lời một chút là bán thôi các bác nhé. Đấy, 100k ba cái mã phích cắm của Mỹ cho các bác thôi. Đấy, em còn một ít thôi các bác nhá, còn khoảng 100 cái rồi, ở đây còn khoảng 100 cái rồi các bác nhá. Tiếp theo là em có những cái công tắc của Nhật này, đây gọi là những công tắc đi cho nó dễ. Đấy, ở đây thì nó lắp trên những cái cánh cửa tủ ấy. Đấy, khi mà các bác mở cửa ra ấy, thì là đèn tắt, quạt tắt này. Có nghĩa là khi bác mở cửa ra thì ở đây là cái chốt đúng không? Rút ra thì đèn tắt, quạt tắt các kiểu này. Đấy, hoặc các bác nhấn vào này thì đèn hoặc là mở ra này, đèn sáng quạt tắt này. Đấy, hoặc đóng vào này, đèn tắt quạt chạy này. Đấy, kiểu là nó là thế. Đây là công tắc, có dây 4 dây điện lò ra này. Hàng của Nhật các bác nhé. Nó như kiểu là một công tắc hành trình, nó thay thế cho công tắc hành trình thôi. Đấy, ở đây thì có thể lắp ngang, lắp nghiêng, lắp chữ L đều được này. Đây, lắp theo cửa lùa đều được các bác nhé. Các bác lắp trong những cái nhà kho cũng được. Khi mà đóng cửa thì quạt thông gió nó chạy cho nó đỡ bí trong nhà kho này. Quạt thông gió chạy, đèn tắt này. Khi mở cửa ra này, quạt tắt đèn sáng này. Các bác có thể đấu bằng cái cụm dây bên trong nhé các bác nhé. Đấy, giá là 80.000 đồng một cái, mã công tắc của Nhật này. Omron của Nhật nhé, hãng Omron rất là nổi tiếng rồi. Hàng của Nhật nhé, nó thể có thể chịu được điện áp là 250V 3A các bác nhé, 250V 3A. Đấy, có nghĩa là 600W nhá. Thế nên mà các bác có thể lắp bóng quạt đó ok các bác nhá. 80.000 đồng một cái cho các bác, mã công tắc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em có những cái bộ jack kết nối tháo máy này, bộ jack kết nối này. Đấy, các bác phải vừa rút, vừa vặn vừa rút như này thì nó mới ra các bác nhá. Phải vừa vặn vừa rút như này thì nó mới ra. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy nhá, những cái tiếp điểm bên trong nó bằng mạ bạc các bác nhé. Mạ bạc thì những cái jack này họ bán rất là đắt. Đấy, nhiều chỗ họ bán rất là đắt nhé các bác nhé. Vì mạ bạc thế nên mà họ thường mua để phá những cái này ra để cô bạc, để bán bạc. Đấy. Và một jack thì sẽ có nhiều chân các bác nhé, rất là nhiều chân ở đây. Đấy, chân này dây điện cũng khá là to, dây này ít nhất là phải 1.5mm các bác nhé. Đấy, các bác vặn vào này, vừa vặn vào vừa đẩy vào các bác nhá, vừa vặn vào vừa đẩy vào. Thế nên mà rất ít khi những cái jack này nó bị mô ve. Đấy. Rất ít khi bị mô ve nhá. Ở đây thì sẽ có bốn cái lỗ này. Bốn cái lỗ ở đây thì các bác có thể bắt vào thiết bị các bác nhá. Đấy. Các bác có thể tháo ra hàn dây này. Ở đây là cái co nhiệt thôi. Các bác có thể nhấc ra và hàn. Ở đây thì nó cũng hàn dây thôi các bác nhá. Dùng mỏ hàn các bác hàn dây, các bác nhấc nó ra hàn những dây điện vào đây. Các bác muốn chắc chắn hơn thì 3-4 dây thì các bác hàn trụm lại cũng được. Đấy, không ảnh hưởng các bác nhé. Giá 150.000 đồng một cụm như này. Mã jack kết nối nhá, 150.000 đồng một cụm. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái adapter. Adapter có chân 3.5mm này các bác nhé. Đấy, chân jack này, chân jack dài này. Đấy, chân jack loại to nhé, để cho các bác cấp về những cái đèn, cái nguồn, cái quạt các kiểu. Nó sử dụng điện 100-230V bằng cái dây nguồn nồi cơm điện như này này, cái ba chấu nồi cơm điện như này này, cắm vào đây. Đấy, và cái đầu ra của nó là 12V DC 5A nhé. Các bác có thể về thắp đèn LED hoặc là thắp các kiểu đều được. Đấy, một cái bộ như này, dây cũng khá là dài nhé, xây khá là dài, có đầy đủ jack như này, có jack này. Giá 80k một cái, một cái như hình trên tay em thôi nhé các bác nhé. Mà adapter 12V 5A giá 80.000 đồng một cái này. Hàng thì em có nhiều đấy các bác nhé, hàng này có nhiều. Hôm qua là nhiều khi em chứ lên 1-2 cái để cho các bác được nhiều mã thôi. Nếu xếp chứ bày ra rất là nhiều, chứ mất công dọn đi dọn lại các bác nhé. Đấy, và chứ bày ra như thế này thì nó lại xước sát mất. Đấy, nó thành đang mới thì nó lại thành cũ các bác nhé, đang đẹp thì nó lại thành xấu ấy. Tiếp theo thì ở đây thì em có con quạt tháo máy của Hàn Quốc các bác nhá. Quạt thì là quạt của Hàn thôi, nhưng mà sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc thì nó ghi là Made in China thôi các bác nhá.
Made in China. Đấy, quạt này công suất là khoảng 60W các bác nhé. Đường kính cánh là 30cm này. Và đường kính cái cover bên ngoài nó sẽ là 38cm nhé. Đấy. Quạt chạy bằng tụ điện 220V các bác nhé. Đây, 220V. Hàng tháo máy này, hàng của Hàn Quốc, toàn tiếng Hàn, đó Samsung, công ty Samsung của Hàn. Đấy, sản xuất tại Trung, lắp ráp tại Trung Quốc, giống như điện thoại Samsung lắp ráp tại Việt Nam thôi các bác nhé. Đây, điện này 2 dây thì các bác chỉ việc chưa đấu vào thôi. Ở đây thì nó sẽ quay chiều như thế này và nó thổi, nó sẽ hút cái mặt đường này và nó thổi ra cái mặt đường này nhé. Nó tiện thể nó làm mát cho luôn cái động cơ các bác nhé. Đấy. Đó. Mà ép 31 nhé, 450k một cái các bác nhé. 450k một cái, em có hai cái này, đây em test cho các bác xem này. Đấy. Khá là mạnh các bác nhé. Khá là mạnh và khá là mát, nó đang xoay cả quạt bên kìa. Đấy, quạt bên nó sẽ bị hướng lây nó xoay. Đấy, mà ép 31 các bác nhé, 450k một cái ở bốn cái góc này, sẽ có bốn cái lỗ để các bác có thể bắt vào những cái quạt khu vực thông gió đều được nhé. Đấy, khu này nó quay ngược như này thì để nó đẩy ra đây để làm mát luôn cho cái motor. Đơn giản công họ làm một lúc một công đôi việc đấy. Đấy, họ người Hàn người Nhật họ thiết kế rất là đa năng. 450k mà ép 21 mà ép 31 các bác nhé. Tiếp theo là mã F32 này có giá là 70.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con át chống giật 6A. Đấy, 6A có LS các bác nhé. LS Korea này, LS X Korea này. Con át chống giật này thì nó chỉ cài cho những cái tủ điện, trong cái tủ điện cài ray thôi các bác nhé. Đấy, 6A 250V, 230V thì nó sẽ sử dụng được cho những thiết bị là 1200W. Các bác lưu ý nhé, những cái thiết bị trong gia đình mình có cái dòng khởi động giống như quạt lớn và motor thì nó sẽ có dòng khởi động nhé. Những cái dòng khởi động nào mà các bác xem ở trên thông số ấy, nó có dòng khởi động quá 1200W thì là sẽ không sử dụng được, vì con này nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Ví dụ khi quá dòng thì nó sẽ tự ngắt này. Và khi rò điện thì nó cũng ngắt nhé. Có đầu vào và đầu ra, in và out ở đây cho các bác này. Giá là 70.000 đồng một cái nhé, còn LS của Hàn Quốc các bác nhé, 6A thôi. Mà F mà 32 các bác nhé, mà F32. Tiếp theo là mã F34 nhá, có giá là 280.000 đồng. Con này điện sử dụng là DC 24V. Đấy. Các bác đợi em một chút, em sẽ đấu và test một chút cho các bác nhé. Em sẽ đấu dây điện vào đã. Đấy, test cho các bác nhiều chức năng. Con này nó có tận rất là nhiều những cái bản nhạc, bản còi báo nha các bác nhá. Đấy, rất là nhiều những cái bản nhạc và bản còi báo này. Thế nên mà rất là nhiều chức năng. À, cái con đen đen này nó chỉ có bốn loại thôi. Bốn cái bản nhạc, bản còi báo thôi. Nó ít hơn cái con này các bác nhá. Ok, đợi em một chút em kiếm cái dây đã. Đây. Chơi dây này luôn. Đây các bác nhé, cũng rất là dễ thôi. Các bác đấu nối rất là dễ. Đây, cấp nguồn vào cái vị trí 0V và 24V. Sau đó là các bác đây, hướng dẫn luôn các bác đấu nối nhé. Đây, các bác cấp nguồn vào vị trí là 0V và 24V này. 0V và 24V các bác nhé. Đây này, âm và dương vào 24V này. Thằng các bác cấp điện vào, em bật điện nhé. Đây, đang cấp điện 24V này. Nó ăn là 0.3W nhé. 0.3W này, 0.34W này. Đấy, và đây là những cái chức năng còi báo và đèn báo của nó nhé. Ở đây nè, nó có sẽ từ 1 đến 6 này. Đây là chữ com nhé. Em đang đấu vào dây chữ com này. Từ 1 đến 6 nó sẽ có rất là nhiều cái bản nhạc khác nhau này. Em sẽ đấu cho các bác xem nhé. Đây, các bác có thể nghe nhé. Đây là số 1 này. Số 2 này nó sẽ khác này.
Đấy, số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Đấy. Số 6 nhá. Đó là 6 cái bản nhạc này. Em gạt cái xuống này, hiện tại là số 1, số 2 đang gạt lên nhá. Em gạt số 1 xuống này. Gạt số 1 xuống này. Các bác vừa nghe 6 bản nhạc rồi, bây giờ là 6 cái khác nhau này. Đấy. Tiếp tục này. Đấy, nó 6 cái khác nhau đúng không? Đấy. Đấy, tiếp tục này, em sẽ gạt quay trở lại, số 1 gạt lên này, em cho số 2 gạt xuống này. Đấy, em lại cắm tiếp này. Đấy, nó sẽ là 6 cái bản nhạc khác nữa các bác nhé. Sau em tiếp tục này gạt số 1 xuống này. Có nghĩa là đây số 1, số 2 đang nằm một phía đấy. Để em gạt xuống này. Đấy, nó sẽ là còi khác các bác nhé. Báo khác nhé. Đấy, nó có tổng cộng là 4 chế độ và 6 bản nhạc ở đây thì nó sẽ là 24 cái bài nhạc và chuông báo khác nhau nhé. Chẳng qua là em lười test một chút cho không có thời gian, chứ ngồi test nó rất mất thời gian nữa bác nhé. Đấy, còi Sinophone của Hàn Quốc các bác nhé. Con này điện 12 hoặc 24, các bác điện 12 thì các bác đấu vào số 12 này các bác này. Đấy, 24 thì các bác đấu 24 thôi. 12, 24 đều sử dụng được nhé. Đây là còn cái điều chỉnh âm lượng này. Các bác dùng cái tô vít nhỏ các bác đấu vào đây. Đây này. Đấy, nó to hơn như lúc nãy rồi đúng không ạ? Đấy. À, con này giá là 280.000 đồng nhá. À, nó đắt hơn con điện 220V một chút, tại vì điện 220V thì nó sẽ không báo được khi những cái mà sử dụng điện 220V mất điện. Còn 224V thì là có nguồn dự phòng thì dễ đấu nối, dễ báo hơn các bác nhé. Tiếp theo này, ở đây là cái con F35 này. Con này thì nó chỉ có 4 cái chế độ thôi các bác nhé. Nó chỉ có 4 bài mặc định thôi. Thế nhưng mà giá của nó chỉ có 150.000 đồng thôi. Đây. Mà F35 nhé, 150.000 đồng thôi. Đấy. Vẫn chưa cấp điện vào đen thì là số đen thì là trừ hoặc là 0V nhé. Và dương thì là 12 hoặc 24V. Đây các bác nhé. Đây, hướng dẫn cho các bác đấu nối luôn nhé. Đấy, trừ vào đây này, cộng vào đây này, 12, 24 nó ghi vào dưới nhé. Đấy, đây có chữ com này, thì các bác vẫn để một đầu dây này, các bác cấp điện vào nhé. Em cấp điện vào này. Ở đây thì các bác bấm cái này, các bác giữ vào K1 này. Đấy, K1 thì nó sẽ là bản nhạc khác nhé. K2 này. Đấy, K3 này. Và K4 này. Đấy, có 4 bản nhạc khác nhau đấy thôi. Đấy, nó chỉ có 4 K1, K2, K3, K4 thôi nhá. Đây, và có điều chỉnh âm lượng thôi. Đấy. Nó ít hơn những cái con kia. Đấy, và nó không đẹp bằng nhá. Nó hình thức nó không đẹp bằng. Đó. Giá là 150.000 đồng các bác nhá. Kích thước của nó thì chỉ là 8x8 thôi các bác nhá. Bán rộng 8 và độ dày ở đây là 7cm. Đấy, mà F35 nhá, 150.000 đồng con này nhá. Tiếp theo là mã F36 nhé, có giá là 160.000 đồng này. Ở đây thì em có những cái kính lúp nhé, đây, các bác có thể nhìn thấy này. À, rõ cái giá của cái dưới nhé. Đây, nhìn này kìa, hơi xa nhé, đây, nó to lên này. Nó to hơn là phải gấp đôi gấp 3 lần nhé, nó gọi là cái kính lúp trong nhà máy thôi. Họ chỉ cần dùng soi lên một thế thôi các bác nhé, không cần soi
xoay lớn hơn. Xoay lớn hơn thì vậy là dùng những cái kính hiển vi, kính to tướng thì nó mới xoay lớn hơn nhé. Còn như kiểu là kính lúp thôi thì nó chỉ là gấp đôi gấp ba lần thôi các bác nhé. Khung bằng nhôm và có hai lớp kính nhé, mặt này và mặt này. Giá là 160.000 đồng mà F36 nhé. Đường kính cái mặt này nó sẽ là 7,5 này và đường kính cái mặt này nó sẽ là 9,5 này. Ở bên ngoài thì nó một cái viền và có rất là nhiều lỗ để các bác có thể gá lên nhé, gá lên này. Đấy. Giá là 160.000 đồng mà F36 nhé. Độ dày của nó thì khoảng 4,5 đến 5 cm. Đó. Mã F36 160.000 đồng một con kính lúp cho các bác nhé. Tiếp theo thì cái bình thép 22 lít của Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc này. Giá 950.000 đồng các bác nhé. Có đồng hồ đầy đủ này, có van an toàn này, có van một chiều này, ở dưới thì có van xả đáy các bác nhé. Bình bằng thép sơn tĩnh điện cho các bác nhé. Giá 950.000 đồng. Dung tích của nó sẽ là 22 lít các bác nhé. Dung tích sẽ là 22 lít. Đấy. Dung tích chuẩn các bác nhé. Hàng một con này nó sẽ nặng 15 kg của cái bình thép này, nặng 15 kg này. Áp sẽ chịu đựng là 10 cân, 1 MPa cho các bác nhé. Dung tích 22 lít, giá là 950.000 đồng nhé. Các bác nào cần thì liên hệ qua cho em nhé.